Hôm nay, Thiện cùng các bạn trong cộng đồng Discord Funky Dungeon Master lại tiếp tục chơi thử hệ thống Narrative, kể chuyện của Icon. Thiện thích hệ thống này vì nó có bối cảnh gần giống với D&D, nhưng đơn giản, dễ bắt đầu hơn và có nhiều công cụ hơn để chúng ta sáng tạo cũng như nhập vai nhân vật. Và hôm nay, chúng ta cùng kể một câu chuyện ấm lòng về việc ông già Noel muốn tặng những quả bom cho những đứa trẻ hư vào ngày Giáng sinh. Cảm ơn các hội viên YouTube và Patreon đã ủng hộ Thiện trên con đường xây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai ở Việt Nam phát triển và lành mạnh, đặc biệt là Village ở tier chân nhân, Đường và Nuni ở tia hiệp sĩ. Sáng ngày 24 tháng 12, hội trẻ con của mọi người vẫn gặp nhau chơi bời như thường. Hôm nay ngày Giáng sinh, tiết trời lạnh nhưng mà mọi người đều có quần áo ấm đầy đủ. Mọi người đều là những đứa trẻ sống ở một cái ngôi làng nhỏ ở phía gần cực Bắc mà. Mà hôm nay khi gặp nhau, mọi người chợt nhận ra là tối hôm qua mình có cùng một giấc mơ. Một giấc mơ về ông già Noel xuất hiện. Ông chắp tay sau lưng, một phần mặt quay đi và lẩm bẩm gì đó về việc những đứa trẻ hư, chúng sẽ bị nổ tung trong những món quà sắp tới. Ông mặt buồn rầu, lẩm bẩm xong, ông quay đi và bước vào bàn đêm. Những cái giấc mơ này khiến mọi người bồn chồn, bất uẩn, bất an. Và khi thấy cả tất cả nhóm bạn của mình cùng vài đứa trẻ khác nữa trong làng cũng mơ thấy giấc mơ đấy, mọi người xáo xác. Nhưng mà khi nói chuyện với người lớn thì có vẻ là không ai có giấc mơ như vậy cả. Và họ không tin những gì mà mọi người nói, cho rằng đây là những cái trò đùa trẻ con, nhất là trong cái nhóm của mọi người có vài đứa đầu têu hay chỉ ngoan ở nhà thôi. Và như vậy, với tư cách là những đứa trẻ quan ngại, với tư cách là những đứa trẻ ở gần với cực Bắc, một cái tò mò muốn thử lên đến đúng Bắc Cực xem thực hư thế nào. Chuyến đi này, mọi người cũng chỉ nói bóng gió với bố mẹ thôi, nói là bọn con đi chơi tầm giữa ngày, rồi đến đúng tối về, không lỡ tặng quà đâu, không lỡ mở quà đâu. Và thế là mọi người khăn gói, quần áo ấm đầy đủ lên đường. Trời hôm nay cũng không quá mưa tuyết nhiều, tuyết phủ đầy một cái lớp khá là mềm ở trên mặt đất, khi ông phải bước thì cũng lún xuống một chút, đúng cái tiết trời mùa Giáng sinh. Và trong lòng mọi người vẫn bồn chồn. Mọi người, ai là người chỉ đường? Ai là người cầm cái la bàn chỉ hướng Bắc? Rồi, ok. Ai cho ai có tư đi cao đi. Chứ em đương nhiên là không rồi. Em là cái... kiểu smart với lại nói chung là em chỉ giỏi về đấm đá chịu đựng không á. Ok. Cái đấy chủ yếu là flavor. Nhân vật của anh Hoàng tên là gì nhỉ? Mọi người viết tên nhân vật của mình vào trong chat được không? Để Thiện dễ nhìn. Dễ nhớ. Chat trong cái chat trong game Draconic. Vẫn là có tab đi tab lại nhưng mà bên nào nhìn cũng có tên thì dễ nhớ hơn. Người chơi tên Tây tên ta đây. Tây. Ok thì đơn giản thôi. Đúng smash rồi. Anh Hoàng là gì? Ranoff rồi. Toàn tên Tây rồi. Có cá là Phạm Hoàng. Yeah. Cá nếu mà nghe được thì cứ viết vào trong chat nhé. Còn lát nữa vào thì cũng tham gia. Vậy là Ranoff với cái la bàn mà được bố mẹ cho chỉ đường cho mọi người tiến về phía Bắc. Mọi người biết là đường đi đến đúng điểm Bắc Cực mất khá thời gian. Và với cái sức bền của những đứa trẻ thì mọi người cũng phải vừa đi vừa nghỉ một chút, khá là mệt mỏi. Đi từ tầm trưa của ngày 24 mà đến xế chiều rồi mới có vẻ là gần đến nơi. Tất cả mọi người trên chuyến đi này, Thiện sẽ cho default là bị một strain, một mệt mỏi. Bắt đầu là như vậy. Ok. Đúng như trên bản đồ, có vẻ là để đến được đúng cực Bắc thì có một cái rừng cây thông, cây Giáng sinh ấy, rất là dày. Và mọi người thấy là bên trong đấy khá là tăm tối. Cái không khí mà đáng ra trong những câu chuyện truyền thuyết mọi người được nghe tả là cái không khí ở xung quanh chỗ xưởng sản xuất đồ chơi của ông già Noel phải cực kỳ trang hoàng, lộng lẫy. Rừng này tan tác,
tả tơi, chỉ có những cái bóng cây heo hút, có một vài cái trang điểm Giáng sinh trên những cái cây này, không còn sáng đèn nữa. Mọi người đi tiếp như thế nào? Phải đi qua khu rừng này là chắc chắn rồi, theo bản đồ là như vậy, trải dài sang hai bên rất xa. Về mặt, đây là Thiện người dẫn game nói nhé, về mặt khi mà làm một cái hành động hoặc là giải quyết một vấn đề trong cái game này, mọi người hoàn toàn có thể nói cái cách mà mình, nhân vật mình làm như thế nào và bảo là mình muốn dùng hành động nào, thì Thiện sẽ đưa ra là cái độ rủi ro và cái độ hiệu quả của nó. Khi mà nghe độ rủi ro và độ hiệu quả, mọi người vẫn có thể bảo à hóa ra là như vậy, thế thì để mình thử làm cái khác, hoàn toàn được. Nó giống như là nhân vật trong thế giới thử suy nghĩ một cách, nhưng mà nghĩ quan sát thấy là không hiệu quả lắm thì thử cách khác, không vấn đề gì. Cho đến khi mình lan xuất sắc thì cái đấy mới là được kết quả. Để coi. Map dùng Traverse để leo cây lên coi đường nó có gì nguy hiểm hay không. Muốn dùng kỹ năng gì? Em tính dùng Traverse anh. Cho Smart leo cây. Traverse leo cây. Kỹ năng để nhìn đường. Khu rừng ở bên trong có phần tăm tối. Và nếu mà trèo lên đến một độ cao nhất định thì có thể là sẽ vẫn khó nhìn, tại vì những cái cây thông này có tán khá là rộng, độ hiệu quả không quá cao, độ hiệu quả thấp, rủi ro trung bình. Chắc là phải đi mấy cách khác. Khi mà nhìn lên thì mọi người cũng có thấy là những cái cành cây nó hơi khúc khuỷu, xương sầu một chút, có một chút gió lạnh thổi ra từ khu rừng. Bây giờ mình về nhà được không? Giờ mình lỡ đi đến đường này rồi mình phải tiến vô thôi chứ biết sao giờ. Mọi người nhớ lại mục đích của mình đến hôm nay là để điều tra vụ việc liên quan đến cái điềm báo từ hôm trước, cái quả bom nổ cho tất cả, món quà của bom nổ cho tất cả những đứa trẻ hư trong làng và nhiều bạn bè của mọi người, cũng có người ngoan, có người hư. Thắp đèn lên đi và đi trước là đúng. Ok. Và dùng kỹ năng sẽ... là cứ đi thôi, không muốn dùng kỹ năng gì cứ đi thôi được. Đi dò đường. Dò đường. Mercy thì sẽ léo đẽo đi theo sau Rados, nhưng mà kiểu vừa đi vừa kiểu quan sát mấy cái cây, xem là nó có biểu hiện gì khác thường không, kiểu dùng study. Ok. Map thì cũng đi theo mọi người. Trên tay thì chắc là hoặc là chúng ta cắm trại ở đây, tôi có đồ cắm trại. Ok. Để coi. Map thì chắc là cũng kiểu đi theo sau mọi người thôi, trên tay thì cầm một cái nạn để phòng thân. Cây bên cầm cái gì? Cái nẹt, cái mấy cái cây nẹt cầm để quơ luôn. Ok, ok. Có gì vậy... kiểu có nguy hiểm thì quơ vô mặt. Nếu mà nhân vật gì nhỉ? Mercy. Ok. Của Boop muốn study những cái cây thì cho là độ hiệu quả trung bình, độ rủi ro ít. Yeah. Thế thì em sẽ study những cái cây. What? Em lăn cái study của em có mấy chấm? 2 chấm. Thế lăn 2d6. Đó là lấy kết quả cao nhất trong 2d6 đó. 4. 4 là thành công nhưng mà có side effect không mong muốn. Khi mà tìm hiểu những cái cây này thì Mercy thấy rằng có vẻ là có một vài dấu hiệu va quệt ở những cái cây. Không phải có những thứ đã đi qua đây rồi. Một vài vết vải vương lại ở cái cây này. Khi mình nhìn vào thì thấy vải có tí bông. Có thể là quần áo ấm hoặc là gì đó. Với kiến thức như vậy thì khi mà nhìn vào bên trong khu rừng lại không thấy có ai cả. Nào, rủi ro thấp là gì nhỉ? Không, mọi người mất tí thời gian thôi. Mercy kiểu vừa nhìn vừa kiểu run run kiểu nói với mọi người kiểu, mọi người à, tôi không chắc là đây là ý tưởng hay đâu. Nó không có Ranoff à, cậu có chắc là chúng ta đi đúng đường không vậy? Đây không giống nhà ông già Noel lắm. Sao mình đánh dấu rồi, có gì chúng ta quay lại được. Ranoff vừa đi một đoạn thế lấy ra đánh dấu. Ok. Ok. Anh nhớ ơi, có gì nắp qua lại không sao? Không sao, không sao. Tớ đã có mang theo cái cây nẹp này rồi. Lỡ mà có thứ gì xuất hiện thì tớ sẽ dùng cái này để đập đó. Mercy kiểu nhìn hai bạn mình kiểu, thôi được rồi. Nó lôi trong túi ra một cái kẹo ăn cho đỡ sợ. Ok. Kẹo này ăn sao có một luồng năng lượng. Rồi, đây nào. Thấy ấm người hơn hẳn. Mọi người
Dò dẫm bước vào trong khu rừng này, Mantell có thể gọi là con đường mòn nhưng mà cũng hơi khó nhìn, tại có những cái tuyết phủ đầy. Thì theo vẫn cứ theo cố nhìn theo cái la bàn đi về phương bắc thôi. Và khi đi trên đường thì Ranulf cũng khắc lên những cái cây, những cái biểu tượng là mình đi hướng này, mũi tên như thế này thế kia, thì có gì quay lại dễ. Khi mà đi tiếp vào trong khu rừng này thì có vẻ là trời cũng càng dần tối hơn. Mọi người cũng có cầm đuốc theo, cũng có chuẩn bị, mà càng vào trong khu rừng nó càng rậm rạp hơn nữa. Những cái bước của mọi người vẫn bước tuyết lún trên đường. Được một đoạn thì người cũng có cảm giác gì đấy như là bị theo dõi. Khi mà đi trên đường một đoạn, mọi người cho Randolph đi, người dẫn đường, nhìn thấy một số mảnh vụn của cái thứ trông giống như là một cái ô tô đồ chơi. Một cái ô tô đồ chơi so Optimus Prime đi. Bị vỡ, mất mấy cái bánh xe, mất cái tay, và có vài mảnh vụn rồi khác. Ô tô đồ chơi giữa rừng nhỉ? Mercy kiểu tò mò lại gần cái ô tô đồ chơi và nhặt nó lên, cố tìm hiểu xem kiểu cái cấu trúc của nó và kiểu xem là lý do tại sao nó vỡ, dụng tình cờ. Ok, hiệu quả cao, rủi ro thấp. Em vô nhé. Ừ, ăn đi. 6. 6 là thành công không có hậu quả. Mercy thấy được là có vẻ nó bị quăng quật, bị nẹp. Cái gì đấy mà nó đập sao rồi. Qua rời. Và với cái đấy thì khi mà tìm hiểu nhìn xung quanh, cả mọi người cũng nhìn thấy là ở về một cái phía đằng trước, chỗ mọi người đi tiếp, có vẻ là có các mảnh vỡ của nhiều đồ chơi hơn. Cái này là những con gấu bông bị nát, bị đứt chỉ, và có các một phần bông bị lòi ra. Có những cái đồ chơi như là các cái mini lính, xe tăng, ô tô, các thể loại búp bê. Càng đi thì càng thấy nhiều, và thấy là tiếp theo khi mọi người thấy những cái đống đồ chơi là được chất đống lên, toàn những đồ chơi bị vứt đi, hỏng hóc và vỡ. Tiến lại gần rồi. Mấy thứ này là Mát chỉ kiểu đứng nhìn rồi kiểu chỉ nhìn cái đống đồ chơi đó, cái đơ nhìn nó. Có những món đồ chơi mà mọi người thực sự là hằng mơ ước, nhưng mà nó cũng nằm ở đây và vỡ nát, bị vứt đi. Để cho flavor của từng nhân vật, mọi người mỗi người sẽ thích cái món đồ chơi như thế nào. Ok, thì để coi. Sẽ là những con có bông to và mềm. Ok. To cỡ một người trẻ con, một đứa trẻ con. Ok. Trẻ con. Ok. Những con robot trong ngầu với mảnh. Ok. Ống nhòm thiên văn. Cái gì cơ? Cái ống nhòm thiên văn. Ống nhòm thiên văn. Cái có phải cái kính vạn hoa không, hay là kiểu nhìn lên thôi, kiểu ống nhòm thôi? Có thể cả hai này. Ok. Thì Smart lại gần đống đồ chơi chất đống đó, cầm lên cái con robot mà mình rất là thích, đè với ý định là đem về sửa chắc vẫn xài được. Nhặt lên. Gãy cái chân kia, mò cũng thấy cái mò một lúc cũng thấy cái chân, sợ về lấy keo 502 dán lại là được. Không phải chân màu khác nhưng mà thôi dùng chân màu khác phải sửa lại được muộn, hoặc là để thấy trong gọc. Có chân là được rồi, có chân là được. Tiếp tục đi thì mọi người thấy là có vẻ cái khu rừng âm u này rồi nó cũng thưa dần, và mọi người đến được phía bên kia. Phải là nó chỉ mang một cái không khí ám ảnh, một phần là cũng do những tâm trí của đứa trẻ nhìn vào một cái nơi tăm tối, có vẻ là phần đáng sợ, mà đi qua cũng không có gì mấy. Những cái hình ảnh của những cái đồ chơi bị vứt lăn lóc đấy thì có thể là cho mỗi người một cái liên tưởng khác nhau. Khi mà đi đến tầm cái bìa rừng chỗ này thì lại càng thấy những cái ụ đồ chơi đổ giống như là kiểu một cái xe tải nó đổ đầy ra đấy, và xung quanh đấy có một vài cái vết bánh xe to, kiểu giống như là một cái xe kiểu ra đấy đổ hết đồ chơi đi, xong rồi đi ngược lại. Nhìn phóng tầm mắt ra xa xa, trời bây giờ cũng nhá nhem tối rồi, nhưng mà mọi người vẫn có thể thấy được ở phía khá xa kia bé bé là một cái điểm sáng nhấp nháy, có vẻ là một cái xưởng, đúng là xưởng sản xuất đồ chơi của ông già Noel. Các cái vết bánh xe tải có vẻ là cũng kiểu đi ra đi vào từ đấy đến chỗ bìa rừng này đổ đồ chơi. Mercy kiểu quay ra nhìn hai bạn. Chúng ta đi đến đó thôi chứ.
À, đến đúng chỗ rồi đấy, nhìn có vẻ đúng chỗ rồi đúng không? Rồi, được rồi. À, bốc thăm coi ai dẫn đầu nào. Đương nhiên là tôi. À. Cần thì bốc thăm. Ok, vậy mời bạn ra nốt đi trước. Mình sẽ bảo vệ sau lưng bạn. À, sau khi mọi người đương nhiên là tôi xong nghe thiệt tì, tì, tì. Một cái xe tải khác lùi ở xa xa ở gần vào bìa rừng lại đổ một đống đồ chơi lại không đổ xong có vẻ là nó chuẩn bị lên đường quay lại. Mọi người có thể chọn hoặc đi bộ hoặc là nhảy lên đi kè cái xe tải bạn nếu muốn hoặc là cái tiếp cận tùy mọi người. Lúc này thì Mercy nó đang trên lưng của nó không chỉ có cái ba lô mà bây giờ đang đeo thêm cái con gấu bông to đùng nữa. Ở đây nó là cũng lấy gấu bông à? Rồi ok. Một con gấu bông to đùng ở trên lưng, một con gấu bông kiểu rách nát, kiểu đã bị kiểu gọi là bông lòi đó cả mọi thứ ấy. Nhưng mà nó buộc trên lưng ấy. Giống như kiểu cõng người bị thương ấy. Nhưng mà bây giờ nó kiểu không thể chạy được để đuổi theo cái xe tải vì nó quá là cồng kềnh. Gọi lại. Mercy à, sống trên đời chúng ta cũng nên biết từ bỏ. Hay là cậu thả cái bông đó xuống rồi chúng ta cùng nhau chạy vô cái xe tải đó đi. Không, cậu ấy sẽ chết mất. Tôi phải đưa cậu ấy về. Má thấy vậy thì chắc là thôi kệ vậy. Vậy còn đối với Ranoff thì thế nào? Mình chạy theo mình. Chẳng lẽ bỏ người dưới này lại. Thử gọi được không? Ok, chạy gọi. Gọi đi, gọi thế nào? Theo rồi, con đang theo rồi. Ôi thử xe. Rồi đi. Này ra nốt, tớ nhớ là mẹ chúng ta nói là không nên, mẹ của tớ nói là chúng ta không nên nói chuyện với người lạ đâu ra nốt à. Thế thì thôi. Thế là có gọi xong rồi, thế thì thôi à? đúng rồi. Thế thì sau khi gọi xong cái xe tải nó đi hơi chậm lại một tí, xong rồi đi tiếp. thấy Ranos chạy thì cũng lật đật chạy theo, đợi tôi với chạy dùng Travex nhưng mà em không có điểm Travex rồi cả. Cái này không cần dùng hành động gì cả. Không cần rồi. Ok như thế rồi. Tôi cứ trò này không? cứ chạy thôi là muốn thử không? Nói đi. Tôi có một cái hook và rope thì tôi sẽ ném cái móc vào đấy xong rồi bám theo để trèo lên nó. Ok, ủa rồi kỹ năng gì? Đừng kỹ năng gì? Có khi là ném như này có muốn kiểu bí mật một chút không? Hay là ném cứ thế mà ném rồi kệ ai biết thì biết. Đang chạy nhanh không sắp đi rồi kệ ném đi. Ok rồi dò thiện một kỹ năng gì đấy? Giỏi traverse cho traverse đi. Rồi traverse. Độ trung bình và trung bình. 3 đi 6 hiệu quả trung bình, lựa chọn trung bình. Cố lên, sao lại không nhầm chấm than. Ranoth 3 đi 6. Thì nếu mà không trúng thì Ranoth có muốn buộc dây vô cái cán của Smart không? Để mà chờ cán. Ném dây xuống dưới cho mấy thằng đằng sau bám cái dây trèo lên. Bám dây, rồi. Hoặc là kiểu Smart có cái cán nè, buộc vô cái cán xong cái cả đám ngồi trên cái cán. Chẳng à? Ok. Kiểu như là cái xe trượt tuyết. Trời. Ok, 2 con 6 là critical success. Với cái tài di chuyển trên mặt tuyết của mình, Ranoff chạy vài bước lấy đà ném một cái móc vào đúng cái phần đằng sau cái phần chở hàng của cái xe đấy, kèm cái móc vào rồi. Smart nhanh tay móc vào một cái ván để mọi người ngồi lên rồi cùng được cái xe kéo đi. Có vẻ là những người trên xe không phát hiện gì cả, cứ thế mà đi và mọi người có như một kệ và mọi người ngồi trên cái đấy được một chút nghỉ ngơi trên cái đoạn chặng đường cuối cùng đến với xưởng của ông già Noel. Cái xe đi thẳng một đường. Người nhìn xung quanh là cũng có dấu trên tuyết của một vài cái xe khác nữa. Dù là trời hiện tại thì vẫn đang hơi tuyết một chút, mà vẫn có nhiều dấu chứng tỏ là có vẻ xe đi khá nhiều chuyến ngay trong ngày hôm nay thôi. Khi mà đến gần cái xưởng này hơn, mọi người thấy rằng cũng có những cái đèn nhấp nháy, trang trí và kiểu đổi màu từ từ. Bên trong thì sáng đèn, có những cái bóng người đi lại tấp nập. Cái xe
chở hàng cái xe tải thì vòng ra đằng sau và đỗ ở chỗ của khá nhiều cái xe tải khác. Mọi người thấy từ trong xe tải mở cửa ra một người lùn nôm đi xuống nói chuyện với một ai nôm khác. Ê, ơi, chuyện này xong rồi. Thế còn chuyện nào nữa không? Hay là chuyến cuối của ngày thôi hả? Thế người kia bảo, rồi vẫn phải 2-3 chuyến nữa đây, nhiều đồ chơi phải vất đi lắm. Ui giời, thế anh gọi thằng khác làm đi, em vào ăn tối đã. Rồi mày hôm nay phải làm lên ca, sắp đến giờ đến nơi rồi, còn bao nhiêu việc phải làm. Đấy, làm đi. Mọi người có vẻ là vẫn nói chuyện khá là thường nhật, có vẻ là không phát hiện ra là có mọi người sau. Mọi người muốn tiếp cận như thế nào? Có vẻ là ở trong cái khu sân này thì có một cái cửa đi vào phần đằng sau của cái xưởng đồ chơi. Qua những cái mô tả của Thiện nhé, thì nếu mà mọi người thấy ở cái này thế nào đấy mà có cái gì đấy nó hợp lý trong một cái môi trường này thì hoàn toàn có thể bảo Thiện. Nếu mọi người hỏi ở đây có tuyết không? Có. Nếu mọi người ở đây có nhiều xe tải để trốn không? Thiện bảo có. Kiểu những thứ thế. Nếu mà Thiện chưa tả cái nào nhưng mọi người có thể thấy là trong cái trường hợp này nó hợp lý thì cứ hỏi Thiện. Những cái con gấu nôm đấy trông có thân thiện không? Trông như những người cục mịch làm việc thêm ca, tức là không thân thiện. Ok em bác, chúng ta nên làm gì đây, hay là giờ mình dò cục tiết này lại mình ném chỗ khác cho đánh lạc hướng người ta chẳng hạn, như trên phim ấy. Thằng này mới chạy rồi à? Mày đi bộng dù đấy đến giờ. Cậu lúc nào đây vậy mà từ ghen đâu đấy Dreamer đến nơi rồi anh em ném bóng của tôi đâu. Cá lúc nãy đã nghe được cái đoạn mở đầu chưa, có nghe được không? Ok, thế mày đi giờ đến giờ thấy nó gì. Em đi làm Santa nè. Thế bị kêu Santa Claus đi phát quà cho lũ trẻ ở chợ mồ côi mà. Ok. Ủa này mày dạy mày sao thì đi mày đi lên gym thế giờ chả thấy mày nói gì. Tên anh đâu đây, mấy con kia là gì đấy? Đừng nói to nhỏ bé mày nó kiểu hoảng. Panic. Cá có nghe cái đoạn giới thiệu là hiểu tại sao đến đây và đến đây thế nào rồi đúng không? Em có nghe mọi người đi qua cái đường chạy lên cây gì đó. Ok, nghe được cái đoạn là mọi người có biết về quà bom nổ rồi. Đấy là cái premise của one shot nhỉ. Rồi mọi người đi qua rừng thì đó. Bây giờ đến được cái xưởng rồi. Xưởng đồ chơi của ông già Noel đang ở cái phần khẩn sân đỗ xe, các cái xe tải xưởng đồ chơi. Tôi không có cái gì thú vị cả ha. Lucky kid. Để có nhà nhất thì không? Ở khu vực này nhà ý là như thế nào? Để bạn xe luôn, bạn xe dụng cái xe thì cách đấy có một nhà hay là cái xưởng không? Ở đây có một cái xưởng to duy nhất là của ông già Noel. Mọi người nhìn xung quanh không thấy có nhà ở, không có. Có thể là trong cái xưởng này thì bằng một cách thần kỳ nào đấy ông già Noel và có chỗ ăn ngủ nghỉ cho mọi người làm việc. Nếu mà hỏi là mấy cái nhà nhỏ thì có thể là có một cái soát vé hoặc là soát biển số xe thần kỳ khi mà xe tải đi vào. Giờ đường vào duy nhất của mình là kiểu đang bị ông người lùng canh phải không? I have an idea. Well, tại sao chúng ta không chói tên người lùng nó lại và lấy đồ của nó? Nhưng mà giờ làm sao để chói ổng lại mà kiểu một cách bất ngờ đấy. Là ông đó, ông xin đưa ra kiểu hai bàn tay nhỏ bé và nói tôi không nghĩ chúng ta có khả năng làm như thế. Đây là được ông đâu smart. Ông này cao bằng mọi người. Bạn ơi, là việc của bạn đó smart. Vậy mấy cậu có gì nói chuyện hay làm gì đó để đánh lạc hướng ông đi, mình sẽ đi ra sau và đánh ổng bất tỉnh. Không. Tớ nghĩ sao không hỏi thẳng ông ấy dẫn mình đến chỗ ông là Noel. Mời bạn. Mẹ mình bảo không được nói chuyện như người lạ.
nhưng mà ông ấy là người luôn đúng là Noel mà ông ấy phải là người tốt luôn có nhìn Noel mà đúng rồi mà nhìn ông ấy là người tốt tớ cũng sợ chứ người bạn tớ tin ông ấy là người tốt được rồi vậy mình sẽ cầm theo cái nẹp này cho chắc mọi người cứ nói chuyện đi thế là từ trong cái đống bùi nhùi cái nẹp ở từ cái nẹp người Chris đứng lên và đi về phía người lùn từ ở đấy có hàng rào hay là cái gì đúng không bao ngoài có mọi người đã đi qua đã ở trong cái hàng rào rồi người đang ở trong rồi em dùng cái lucky kit được không ta ok em có đồ gì a convenient noise convenient noise rồi muốn âm thanh gì ở đâu thế nào núi tuyết nó có cái gì nhỉ mọi thú mọi người muốn nghe âm thanh gì nhỉ any idea âm thanh gì ha tiếng lợn tiếng chửi lôi vai cực chiêu tiếng một ai đó kêu thằng Gnome đó kiểu cái người Gnome kiểu sợ cái gì ta Gnome kiểu tiếng ông già Noel tiếng ông già Noel kêu Ô, mày đã làm xong deadline của ta chưa? Sợ nha. Nghe vậy, ông Đô mở. Ôi, ông già đuôi, sắp còn hai chuyện, quên hai chuyện ác nữa. Ông nhìn giáo giác xem là nhìn về hướng cái tiếng đấy. Lên đây nào. Ôi, ông già đuôi anh sao? Ủa, ông đâu rồi? Sao nghe tiếng quang quang? Sao lúc lấy mọi người làm gì? À, trong lúc đang hoảng loạn thì anh sẽ tìm một góc nào đấy có cái ống nước không? Anh trèo lên nhà máy. Ok. Tôi có cái improvise kit, nó có cái slingshot. Ok. Bạn đâu? Bạn cái gì? Ok, biết xíu là cái kit này là một session em dùng bao nhiêu lần cũng được đúng không? Đúng rồi. À, hold up, em có một kit thôi nhé. Một kit nhưng mà món đồ ấy là cái đồ. Đúng rồi, một trong ba cái kit đấy. Còn adventurous kit là luôn có. Thì mấy cái mà phải tích thì một trong ba thôi. Và những cái đồ trong này là em dùng bao nhiêu lần cũng được. Trừ khi em cố tình ném nó đi, em ném vào thùng rác thì thôi em mất. Hoặc làm thế nào mà mất, hoặc là rơi sườn ăn là hết. Tôi có con dao các bạn ạ. Anh chả có dao thì chẳng có dao. Các cậu à, chúng ta không thể nói chuyện bình thường mà. Mười ba ăn, nhưng mà mười ba làm ai có cản bạn đâu. Kiểu nó sợ hãi nhìn những người bạn cầm năng bắt đầu cầm múa dao múa kiếm kiểu. He's gone far. Thế có ai có ý tưởng gì không? Không thì nó thì sẽ thật sự là chạy ra nói chuyện với con này đấy. Tôi đang ở đây. Được, anh này. Anh đã mặc săn cái nhở? Kim Minh Hanet rồi, anh bắt đầu tìm cái đường ống nước nào để anh trèo lên máy. Để làm gì chưa biết. Ổng đang hoang mang rồi. Ổng đang hoang mang rồi, giờ mình đang có cơ hội để làm gì đó. Ok, thế thì cho với cái sự đánh lạc hướng đấy, không cần làm gì, Ranulf có thể, nếu mất đi một mình thì Ranulf có thể trèo lên máy được. Không phải lăn. Trèo lên mái nhà rồi. Vậy thầy thả dây xuống theo hướng hướng nhìn của cái kia hay sao. Ok, vậy có vẻ bây giờ hướng mọi người đi là kiểu snake qua đúng không, chứ không phải nói chuyện à? Bạn kiếm mấy chuyện kiếm được. Ok rồi, cứ snake qua, muốn bây giờ muốn lên mạng thiện sẽ đặt ra một cái trong này cơ chế nó gọi là clock, một cái đồng hồ giới hạn. Mọi người cần cái cơ chế này thiện khá mới, thiện để thiện nghĩ rồi 5 1 5. Nếu mà mọi người sẽ cần lăn một loạt các kỹ năng, mỗi người có thể tự lăn, ai muốn lăn cũng được. Thành công, nếu mà có thành công và hiệu quả cao thì được 3, thành công hiệu quả trung bình được 2, thành công hiệu quả ít thì được 1. Còn thất cái hậu quả, cái rủi ro, nếu mà bị 1 đến 3 là bị 2 cái rủi ro, nếu mà từ 4 đến 5 là 1 cái rủi ro. Sẽ giải thích nào nhỉ? Có 2 cái giới hạn, nếu mà thành công đầy trước thì mọi người thành công, nếu mà thất bại đầy trước thì mọi người thất bại, đúng không? Có thiện đang nói có rõ không nhỉ? Ok.
có bây giờ là có hai cái đếm ngược này. Nếu mà mọi người làm các hành động mà thành công nhiều thì mọi người sẽ fill vào cái đồng hồ thành công nhanh hơn. Nếu mà mọi người làm thất bại nhiều, nó sẽ fill cái đồng hồ thất bại nhiều hơn. Và cái nào đầy trước thì đấy là kết quả mọi người nhận được. Ok, nó là cái date step đúng không anh? Ok, yes. Yes. Ok. Nó là date step nhưng mà thắp số. Ok, rồi. It's a death step, but yes. Rồi, okay. bất cứ ai muốn làm hành động gì thì làm. Nếu mà Ranoff đang kiểu muốn dẫn đầu một hành động nào đấy thì có thể làm luôn. Map thì để coi, chắc là lấy đà bắt vô một cái góc khuất nào đó để tránh mặt, tránh ông kia nhìn thấy. Ok, và muốn dùng kỹ năng nào? Smash sẽ dùng smash. Smash. Lấy đà để bật. Kiểu đập vào mặt đất, bật chỗ khác ấy à? Bật chơi, bật sang chỗ nào đó khuất khuất tí đến gần cọng dây. Vừa kiểu. Ok. Độ hiệu quả trung bình, độ rủi ro. Thì ra cho cái này trung bình, có thể là cao nhưng mà trung bình. Tại vì đập để trốn, cảm giác nó không stick lắm. À, người tại, có người dây. Hoặc là kiểu, tại vì em giỏi nhất cái đó, bây giờ em cũng không. Ok. Hoặc có thể để người khác làm cái gì đấy hỗ trợ mình, chỉ cần đầy được cái năm là được. Nhân vật mình không nhất thiết phải làm gì, nhân vật mình có thể hỗ trợ người khác, dùng effort hỗ trợ người khác. Vậy thì chắc là để coi xung quanh đây kiểu có mấy cái cục đá vụn không ta? Có thì Smart sẽ cầm lên một cục đá vụn rồi nói với mọi người ơi, mình nghĩ chắc mình sẽ ném cục đá này thật xa về một hướng nào đó để ông ta nhìn sang hướng đấy, rồi mọi người tranh thủ lúc đó mọi người đi sang chỗ cọng dây của Ranoff nhé. Ok. Dùng kỹ năng gì? Cũng smash à? Dạ, cũng smash đấy. Đấy. Độ hiệu quả trung bình, độ rủi ro thấp. Ok, vậy em đón ha. Ờ, anh đi. Success 2/5. Failure 0/5. Cứ tiếp tục đi. Khi nào một cái đầy thì thôi. Có vẻ khi mà Smash ném cái cục đá này bụp một tiếng, cái ông Gnome vừa rồi đang sợ tiếng ông già Noel đã xong deadline chưa, bụp tiếng ông già Noel đến rồi, sau một tháng không ra, bây giờ ông lại ra đây đây, bốn bay. Mọi người lẩn lẻn qua một cái xe tải tiếp theo gần hơn. Thấy cái dây ở trước mặt rồi thì Mercy sẽ kiểu cố lén lút để đi về phía đấy luôn. Thì sẽ rủi ro sẽ là bao nhiêu anh chị ạ? Lén lút đi về đấy. Rủi ro. Có muốn hỗ trợ ai nữa không? Hay là cứ tự thế mà đi thôi, lo thân mình trước. Không, hỗ trợ. Có muốn đi cùng ai không khi mà làm cái này? Chưa nói cái từ S, có muốn đi là không phải lên thì vẫy mọi người đi đó. Bởi vì Smash đã ném cái kia để đánh lạc okay. Hướng rồi thì là đấy. Yeah. Chạy mọi người đi vẫn vẫn trung bình. Ok. Kiểu đây thì Thiện thử mọi người book cứ lăn đi, mà trong lúc đấy thì Thiện có thể là cho một cái vài ví dụ nhé. Tất nhiên là những cái như kiểu snake hoặc là traverse rất là obvious cho trường hợp này rồi, nhưng mà mọi người cũng có thể dùng command ví dụ thế để nhìn này, một thằng ló ra nhìn rồi bảo ôi quay đi rồi, đi đấy là command. Mọi người muốn tinker làm cho cái xe tự nhiên là phát ra tiếng động, mọi người muốn thế nào nhỉ, study tìm cái quỹ đạo di chuyển của mấy ông này. tất cả các kỹ năng mọi người đều có thể lái tổ lái thế nào nghe hợp lý là được. Ok, nhưng mà giờ này em sẽ không tổ lái, em sẽ sử dụng sneak. Rồi, ok, mời em. Là em lăn hai cái xúc sắc và kiểu chọn cái thấp hơn đúng không, để không có điểm sneak nào cả. Ok. em chọn kỹ năng không có chấm nào. Ok, mời em. Nhưng không, em có hỏi là nếu mà bây giờ em dùng effort thì nó sẽ là roll như thế nào? Effort là cộng thêm 1d6 thì em đang không hiểu nó sẽ roll như thế nào. Effort thì là coi như là em thêm một chấm thì thành một là lăn một thôi. Ok. Thế thì em lăn một. Nếu mà người khác muốn hỗ trợ thì nó sẽ tiện hỗ trợ như thế nào?
có thể hỗ trợ bằng cách lăn một cái action khác, hoặc là hỗ trợ bằng dùng effort. Lăn một action khác có thể, hoặc là cứ thế mà dùng effort thôi. Chắc là smart lại ném đá mà. Ném đá nữa hả? Để em suy nghĩ. Thì sẽ cho làm, hình như Thiện có đọc này ở đâu đấy, nhưng mà cũng không xác định 100%. Nhưng mà hiện tại mình sẽ cho làm những cái kỹ năng ở trong một cái thử thách nhìn chung cho đến khi mà success hoặc failure chỉ dùng được một lần. Thiện có thể ví dụ nhé, là đơn giản là vào, ôi, cái con cầu bông nó đang đeo kìa, để tao cầm cho nó đỡ lay trên mặt đất, thế thôi, đã được. Và muốn dùng hành động gì đấy, hoặc là nếu mà không muốn lăn gì đấy thì có thể dùng cái effort của mình để thay vì lăn. Cho em hỏi là kiểu một cái skill mà nó kiểu hành động theo kiểu khác nhau thì nó có tính không, hay là nó cũng kiểu không tính anh? Cùng một skill nhưng mà nó là hai kiểu khác nhau, kiểu như là mình dùng skill này để làm cái gì, không, gì chỉ đó dùng, chỉ dùng một skill. À dạ, dùng một skill lần. Ok. Này. Chắc là giờ cũng không biết giúp bằng cái gì. Sao đâu, chúng ta sẽ ổn thôi. Everything gonna be dijobu. Vậy thì có ai giúp không? Khoan. Hay là để Mercy tự lăn? Yeah. Khoan, từ từ. Em vừa mới nghĩ ra vài cái. Ok, thôi để chắc là thôi. Tại vì em tính để mọi người khác nếu mà có ý tưởng gì thì cứ nói cũng được. Em thì tính cổng Hoàng, dùng Andrew để cổng Hoàng đi, trong khi đó Hoàng sẽ nhìn ông kia kiểu cho okay. Biết là khi nào đi, khi nào không, như vậy. Tại vì em thấy Hoàng có vẻ như là em bị lộn, cái này là Ranoth, em bị lộn. Ranoth là người đã lên mái trước rồi, đang vẫy mọi người. Dạ, trên máy rồi. Mercy là búp chơi, còn Hoàng là cá chơi. Dạ, em bị lộn. Cũng ra đi thôi. Thôi không sao đâu. Đôi khi chúng ta phải cố hết sức để chạy đúng không? Không sao. Đôi khi chúng ta thì dựa bản thân được thôi. Đúng rồi. Lan đi búp. Dạ em lan nha. Em có 1d6. Yep. Ok. Đứa trẻ dù cố gắng hết sức để lén lút nhưng mà có vẻ như là nó đã vấp phải chân hay là cái đuôi con gấu bông hoặc là cái gì đấy và đã ụch ra mặt đất. Ụch ra mặt đất. Chết đi, chết đi. Ủa tại sao tận 2 fail quá anh? Biết thì cổ fail hả? Không. 1, 2, 3 là coi như là sẽ bị 2 fail búp ơi. Ok. 4, 5 thì 1 fail, còn 5 thì 4 5 thì 1 fail, còn 6 thì là 6 không fail. Có gì, không fail. 6 thì không fail. Yeah. Ok. Ok. We good. Thì là một tên đã ức rồi đấy. Đã ức rồi đấy. Oh no. Chắc là nên kiểu giờ nhìn cái đống skill mà em giỏi thì em cũng không biết sẽ nên làm gì cho hợp. Giờ chắc lẽ em vô để chạy ra cổng ở cổng Mercy. Vô. Một người đang trên máy, một người vào, còn ba người dưới đất đúng không? Đó, nếu mà run thang nào không? Có dây đang thả dây trên dưới. Có thả dây. Mày thấy đến thì tao kéo mày lên được. Có bên cạnh cái dây có một cái thang hơi xa một tẹo. A single use full clue. A clue à? Không. A useful crack in the wall door. Ok, em thấy một cái lỗ trên tường. Vừa. Nhưng mà vào đấy thì nhóm sẽ bị hơi tách nhau một tí. Nếu mà muốn vào được bạn. Không sao đâu, vào đi. Nếu vào trong là được vậy. Rồi. Hay vào theo tôi nào. Nếu mà nghĩ khắp ra thì em nên nghĩ là đi 2-2 thì hai người chưa lỗ, và một người sẽ đi với Ranoth ha. Không phải là đi bình định được không sao. Mà, để coi. Không cần người ta bạn ơi, bạn thích theo đi kiểu gì đâu, không cần người ta. Bạn nghĩ như là mình sẽ làm gì? Quan trọng là không phải meta gì cả, không cần đấy. Thậm chí là mọi người nghĩ là trong trường hợp này mình làm gì? Thậm chí là cả anh Hoàng, Ranoth ở bên trên vẫn có thể làm hành để sử dụng gì đấy để giúp mọi người. Cái này là game hệ tưởng tượng, mình cứ establish sẵn, nó không cần 100% thực tế quá.
À, không cần 100% thực tế quá ha. Wow. Cái này không phải bạn làm gì mà nhân vật bạn sẽ làm gì. Không phải bạn sẽ làm gì. Mà nhân vật bạn sẽ làm gì. Ui. Nào các bạn ơi, đi vào trong theo cái kẻ này với tôi nào. Ây da. Ờ, hay là tôi thấy cái kẻ bên kia rồi mọi người. Nếu mà mọi người muốn đi vào kẻ đấy thì luôn là sẽ bị tách nhau một đoạn ngắn. Nhưng mà cái success của mọi người sẽ chỉ cần 3 thôi chứ không cần 5. Vẫn là 2 success rồi. Ok. Nghĩa là vẫn cần một cái tẹo gì đấy nữa để vào được cái lỗ. Mọi người vẫn cách cái lỗ một đoạn ngắn. Đấy là quyết định của mọi người. Smart Thế anh thử nhìn nhé. Tại vì thấy cá với cả anh Hoàng có vẻ em đang không muốn chỉ... em đang không có nắm được lắm cái môi trường xung quanh đó, cho nên em không biết vận dụng cái gì để mà chui à. Thế được rồi, để anh giúp nhé. Cái hiện tại xung quanh này, đây là một cái bãi để xe, những cái xe tải chở đồ chơi ở gần cái xưởng làm đồ chơi của ông già Noel. Khi mà đi vào đây thì mọi người đã qua một cái cổng cho xe đi qua và có các cái rào bên ngoài. Bây giờ mọi người ở trong cái sân gửi xe rồi. Trong cái sân này có là một cái chân kiểu như xe tải chở hàng thì tuyết là 100% này, hôm nay là gần Giáng sinh, hôm nay là Giáng sinh. Có các cái thùng hàng, có các cái xe tải khác khá là to, có một vài ông nôm đi đi lại lại. Có rất nhiều chỗ để mọi người lẩn trốn, có rất nhiều nếu mà mọi người nghĩ ra một cái gì đấy mà phù hợp ở trong một cái sân để xe chở hàng thì cứ hỏi Thiện, hoàn toàn là có được. Hoặc thậm chí nếu mà anh nhìn vào cái tờ thông số cá nhé, anh sẽ nghĩ là Excel, kỹ năng chính xác và cần kiểu gì nhỉ, thăng bằng cái gì đấy. Em muốn bò dưới một cái xe tải, em dùng Excel được không? Ờ được. Nếu mà em muốn dùng đó, stick thì bố vừa dùng rồi, thậm chí dùng traverse, em muốn chạy nhanh đến cái chỗ đấy, em dùng traverse. Ok. Em muốn Charm ông gnome. Charm ông gnome. Ờ thế thì em cần tùy. Ok, charm ông gnome. Cho anh chết, em hỏi rất là một cảnh, một kỹ năng là chỉ được một người dùng ra, chứ không phải là một kỹ năng là mỗi người một lần. Tại ví dụ chẳng hạn là em dùng stick rồi thì là cá không được dùng stick nữa hay sao? Anh sẽ cần đọc lại cái đấy, nhưng hiện tại thì mình cứ thử như vậy đi. Ok. 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 Mình có mấy cái kiểu ở một bãi chứa xe hàng thì có hàng xuất sẽ có hàng nhập đúng không? Đúng không? Ông già Noel sẽ có những cái thùng gỗ. Thùng gỗ. Những cái cartridge, những cái thùng gỗ thì nó sẽ vừa đủ cho 4 đứa. Em muốn đội thùng rồi. 3 thôi. Và 3 đứa chui một cái thùng và sau đó đóng nắp lại. Thì thế quái nào tí nữa bọn gnome cũng sẽ mang cái thùng đó vào. Nhưng mà đợi sao? Nhưng mà mang đi đâu thì kiểu ok, đơn giản thôi. Nếu em muốn dùng kỹ năng nào thì em sẽ nghĩ là sẽ dùng kỹ năng nào phù hợp. Em nghĩ là kiểu dùng phán đoán của em thì dùng Excel đi. Excel kiểu... là kiểu như dexterity ấy. Một cái dex hả? Cũng được. Snick. À rồi, và này anh cho snake cũng được, nhưng mà thực ra Excel cũng phù hợp tại vì kiểu nép vào chui vào trong rồi đó trời. Kiểu nó cũng chặt. Ok, nó cũng được. Anh sẽ nói là nếu mà muốn làm như vậy, trốn một cái thùng hàng và đợi người ta đưa vào, độ hiệu quả cao nhưng độ rủi ro cao. Rủi ro ở đây liên quan đến việc thùng này sẽ đi đâu và mất bao lâu thì mới vào. Ok. Nhưng giá thêm cái hàng dễ vỡ. Chui vào không phải làm gì cả, hiệu quả rất cao, rủi ro rất cao. Muốn lan công. Em bây giờ nếu mà đang hai máy, giờ này hai điểm mấy. Hay là Hoàng có kiểu có mấy cái giả giọng được không? Hay là kêu cái giọng gì đó sai chúng nó đem vô thì sao? Ok, có thể dùng để hỗ trợ. Nếu mà ai muốn làm thế nào để hỗ trợ hoặc là tự bản thân hỗ trợ không được. Charm hay gì đấy. Em chỉ dùng thằng may mắn và lucky.
Rồi, thế bây giờ nếu mà em muốn dùng Excel nhá để trốn để nép vào trong cái thùng đó thì về cơ bản là em có 2D6, em có 2 chấm thì em đã là 2D6. Nếu mà em muốn đẩy mạnh, tự đẩy lên thì dùng một effort và lên được 3D6. Nếu mà một người khác giúp em, nếu mà người đấy dùng effort thì em được thêm 1D6. Hoặc nếu người kia không muốn dùng effort mà lăn một cái khác để giúp em, giống như là bảo là mang thùng này vào đi, thì em cũng được thêm 1D6. Em sẽ dùng Excel rồi kèm với lại a convenient noise. Rồi, rồi anh cho. Rồi, một effort cho Excel. 3D6. Rồi. 3D6. Okay. 3D6. Có ai muốn giúp gì nữa không? Kiểu như là làm thế nào để cái thùng này vào nhanh hơn và đúng chỗ hơn. Có ai nghĩ là gì không? Hoặc là dùng effort không phải lăn gì. Anh kiểu chắc là sẽ có thùng hàng kiểu không biết có kiểu đồ cho đồ dùng để ghi hoặc là giấy đồ gì không hết ta. Ok, có thể là sense hoặc là study xem cái thùng nào bảo là mang vào lúc này giờ này. Hoặc là ông, nếu mà không muốn lăn thì dùng effort. Em thì tính kiểu kiếm giấy, kiếm đồ gì để ghi vô là thùng này quan trọng nhất. Ok, cũng được. Cũng được. Nhưng mà cũng không biết là có đồ gì xung quanh để ghi. Tại cái scene của em cũng khá là thấp. Em chỉ cần nói hợp lý và dùng effort là được. Nếu mà em không dùng effort thì em mới phải lăn. Ok, vậy em sẽ dùng một cái effort của mình. Em kiếm một tờ giấy như một cái book nào đó. Không cần kiếm đâu, mình có một cuốn journal rồi đấy. Ừ, có. Tất cả mọi người đều có một cuốn sách cuốn journal đấy. Không cần kiếm đâu. Xem một kích rồi ấy. Vậy là lấy xé từ trong cuốn journal ra rồi kiểu dán lên trên thùng rồi ghi hàng quan trọng chắc cũng phải đi vào trước. Ok, thì cơ chế của game vẫn là hoặc là em dùng một effort hoặc là em lăn để có thể cho thêm 1D6. Ok, thì em sẽ dùng effort vậy. Ok, giảm một effort của bản thân. Và 4D6. 4D6. Ôi giời. Năm, lấy số cao nhất, vẫn là thành công. Và cá hiện tại, đang là muốn ngồi trong thùng để đưa vào bên trong luôn đúng không? Ừ. Rồi. Cả ba đứa kiểu chui vào đậy nắp lại xong. Rồi, vậy là cục success đây. Tại vì cái này hiệu quả rất cao, cũng success đây. Nhưng mà rủi ro cũng cao thì failure lên đến 4. Cao. 4. Cao. That's fine. Rồi. Mọi người. Vậy là success đầy và chúng ta đã resolve được cái cảnh này là mọi thứ một cái đã thành công. Thế bây giờ cái này chỉ hỏi về flavor thôi. Randolph muốn ngồi trên đấy hay là thôi thấy cả bọn chui vào lại chui xuống ngồi vào vậy? Đi được khắp rồi, vẫn ở trên mái rồi, không sao, bắt đầu tìm được khác thì vào trong rồi. Chúng ta đã xong một cảnh và vì cái cơ chế, có phải là vì cơ chế của game này, một hệ thống mới thì mọi người chưa quen lắm nên là khi mà chơi thì hơi phải suy nghĩ một chút. Actually, thì nếu mà chơi theo cái kiểu mà người lớn đi điều tra thì nãy giờ em bẻ đầu không đâu đó em. Nếu em không chơi em bọn em hoàn toàn có thể làm vậy. Người lớn đi điều tra là em cầm cái nẹp em đập thẳng vô đầu không? Đúng rồi, kiểu người lớn đi điều tra là chúng ta làm người lớn đó, kiểu chúng ta có thể là như vậy, kiểu giật điện đó, kiểu ok FBI thì bè. Bọn em hoàn toàn vẫn có thể làm vậy nha. No, bây giờ là kiểu bốn đứa con nít rồi bạn móc đâu ra cái súng điện. Bây giờ là bốn đứa con nít có vấn đề, kiểu vấn đề là nhỏ nhưng mà bốn đứa con nít nhìn dữ quá. Em hoàn toàn có thể lấy một cái súng đồ chơi ra. Ai ai ai. Chứ còn đừng, không biết đâu. Rồi. Ký thì khi mà chơi tiếp người thiện encourage mọi người, khuyến khích mọi người là để hoàn toàn sáng tạo thêm trong cái game này, nó không nhất thiết phải thực tế quá. Mình chơi một phần nó vẫn là hề và không cần phải người lớn thì mới đấm đá được hội kia, không cần phải có cái này có cái kia thì mới kiểu đe dọa được người khác. Mình hoàn toàn có thể tự suy nghĩ là mình có ma thuật được, không vấn đề gì cả. Thế giới này ma thuật là điều bình thường. Bố mẹ mọi người cũng là mạo hiểm trong thế giới này. Đây là một cái thế giới trong của D&D. Vẫn là thế giới của D&D chứ không phải là thế giới thật 100%.
Có thể bố mẹ mọi người là mạo hiểm giả. Adabacadabra Leviosa. Vậy hay là cái Fireball vô chỗ nhà máy ông già Noel xong sau đó như vậy. No. No. Ok. Bây giờ mọi người ngồi một lúc trong cái hòm thì đã thấy nó được bê lên và có vẻ là nhìn qua những cái lỗ bên ngoài ánh sáng thay đổi, có thể đèn sáng hơn rồi, mọi người ai được chui ở bên trong một cái kho ở bên trong. Trong cái thùng nó có cái lỗ kiểu nhỏ kiểu mấy cái thư lỗ có nhìn ra ngoài được. Mấy đứa đang tranh nhau nhìn. Tránh ra con mày nằm đi. Thôi. Mày ngồi xuống đó này, ngồi xuống đó. Trời ơi con có bông này chật quá. Mày thằng nào đem có bông vào đây đấy, ngồi mình xuống. Có đâu vào nó, mình có đâu vào nó. Kìa. Nó ngồi xuống. Okay. Nó bảo không biết ông nhà nó em có cây đàn piano không nhỉ, mình đợi cây đàn piano có nhiều quá không nhỉ, thôi đợi standway đi hả. Mày nãy cũng có một cây đàn piano nó nằm trên chất đóng trên đống đồ chế, đèn piano nó xíu à. Nhưng mà nó vỡ hết rồi. Nó vỡ hết rồi. Tôi vừa trải qua một giấc mơ rất là kỳ lạ nhá, kiểu có tất cả mọi người, sau đó mọi người dắt tôi đi đâu đó, xong rồi có một đống đồ chơi đủ nét. À. Cậu không phải mơ đâu cậu. thực tế hết. Không, tôi được. Không biết nữa. Ủa nhưng mà chúng ta đang đi đâu vậy? Chỗ này là chỗ nào đấy? Smart vừa nói vừa nhìn qua cái lỗ. Tôi cũng không biết. Mọi người đang thắc mắc nhìn nhau và chửi nhau thì nghe tiếng cạch bên trên hòm mở ra. Oh shit. Thấy Ranoff nhìn vào. Từ lúc đó thì Smart bật dậy cầm cái nẹp mém tí nữa đánh Ranoff. Ranoff là người lùn của ông già Noel à. Có đâu, mày tập kiếm mày mãi. Mày nhưng mà mày cao thế thì mày làm người lùn thế nào được. Có đâu, mày tao mà đi đường tao không đi, mày đi đường nào mày. Tao có thấy mày đâu, tao mở mắt vậy là tao đâu có thấy mày đâu. Thế là mày nằm trong này. Ranoff à, sau này có gì cậu nên thông báo cho tớ, cho chúng tớ biết chứ tớ tính đánh cậu rồi đây. Đấy. Và bây giờ khi mà mọi người bước ra thì thấy là trong một cái nhà kho, nhìn ra chỗ ngoài cửa thì vẫn có người đi lại tấp nập, có tiếng mà bảo nhau, ấy gói hết quà xong chưa, anh Thanh mấy cái đầu bom hạt nhân nhá, ông già Noel lạnh rồi, anh chậm chạp lại đi anh Thanh. Rồi nghe của mấy tiếng khác nữa vẻ như là quản thúc, cho có mấy cái lính chỉ đồ chơi cao, cũng khá cao bằng một người trẻ con, cũng bằng mấy cái ông nôm đấy, cầm cái súng hay kiểu bước kiểu biết mấy lính của anh không, nhưng anh được. Mọi người làm việc nhanh lên, sắp đến giờ 6 giờ tối rồi đấy. Tôi đói quá. Tao cũng thế. Đáng lẽ là tối nay chúng ta được ăn Noel. Bữa tối Noel lúc nào cũng ngon. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn Noel thì cái này của chúng ta nổ mất. Tao muốn kẹo. Có ai có kẹo không? Đây. Trong cái mending kit có kẹo. Okay. Kẹo cho bạn Hòa. Ok, cảm ơn cậu. Lúc này nếu như thằng nó đang gặm Ration. Nhom 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 nhom. Tại sao chúng mình không đi hỏi luôn ông già Noel? Mấy đúng không, giờ Noel nằm đâu? Hay giờ thay vì mình lén lúc như vậy mình hỏi thẳng người ta. Nhưng mà chỉ như người lạ. Nhưng mà nơi này to thế này thì chúng ta kiếm nó ở đâu? Đi em ơi, a useful clue. Mercy sẽ thò đầu nhìn xung quanh cái xưởng kiểu quan sát xem là có chỗ nào trông có vẻ là sẽ là nơi mà ông già Noel ở không? Dùng study. Ok. Độ rủi từ được nhìn xung quanh cái gì cơ, kiểu cái tức là nhìn cái xưởng, tức là kiểu quan sát, kiểu anh giống như kiểu là anh đang có cái thùng đấy đúng không, anh thò đầu lên anh kiểu nhìn một vòng ấy.
kiểu đấy. Trong cái này thì có khá nhiều gian phòng và có cả cầu thang lên trên tầng nữa, nên là ở một chỗ thì hơi khó quan sát hết tất cả. Có muốn di chuyển để quan sát hay là vẫn ngồi ở đấy quan sát? Có. Nếu mà di chuyển thì hiệu quả cao hơn nhưng mà rủi ro cũng cao hơn. Nếu từ anh hỏi là vẫn muốn snake đúng không? Vẫn muốn snake để quan sát đúng không? Chưa lộ muốn lộ mặt. Hay là cứ đi vào vòng quýt sáo quan sát. Đây là nó kéo xuống. Rồi trong lúc Búp suy nghĩ, a single useful clue cho cá. Khi mà Mercy cùng các bạn vẫn đang đắm chiêu suy nghĩ cách giải quyết thì Hoàng có nghe được mấy ông bà nôm làm việc đây mà nhỏ ông già Noel trốn ngồi trên tầng suốt làm cái gì không biết, tháng rồi chưa thấy bạn đâu mà ông cứ toàn đi ra lệnh cho mấy cái tay lính chì bảo có tốc làm. Bây giờ ông già Noel ở trên lầu mọi người ạ. Không, cái này chỉ có Hoàng nghe thôi. Anh Búp là chơi con tên gì nhỉ? Mercy. Hoàng sẽ tọt Mercy. Bình thường ông già Noel mình có trong sách, thường ông ấy đứng ở trên nhìn xuống đúng không? Thế thì tại sao mình không đi lên trên nhỉ? Hợp lý. Mà xung quanh trong kiểu trong xưởng chắc sẽ có kiểu sơ đồ kiểu của xưởng, bản đồ kiểu cho biết mình nên đi hướng nào hết. Vậy mình cứ lần theo đó mà đi hết. Quan trọng là cậu có bê được cái bản đồ to lành hay không mày. Cái nó chỉ tay lên đằng kia thấy một tấm bản đồ to quá không. nhưng mà thế chúng mình có ra kiểu đi hiên ngang được không? Chúng mình vào đây, chúng mình chưa vào cái thùng này. Ừ. Đấy, nó bảo người đáng lẽ chào từ ngoài cửa thì có phải là không vấn đề gì không? Lúc này đó là cái không, tôi có ý này. Cậu mấy người, em sorry hỏi câu này nó hơi kỳ, mấy người có mặc đồ mà. Có. Nó vừa sai một con người nít đúng không? Có. Ok. Vừa lắm nhưng mà cũng được. Ê, hey, Smash, nó thục phải. Hả? Gì vậy? Gì? Xung quanh có kiểu có cái toilet nào? Hả? Toilet? Tôi buồn đi vệ sinh quá. Cậu nhìn cái bản đồ nó có chỉ mà. Cái bản đồ chính kia. Nhưng mà tôi mắc toilet, đi chung với tớ. Mọi người mắc toilet không? Đi chung với tớ. Đi từ nuốt lại một tí đã. Ok rồi, vẽ xong quản đồ rồi. Đi. Ok, đi toilet. Trong lúc này cả nhà nó sẽ nốt lại bản đồ. Ok, vậy thế là hiên ngang đi hay là thế nào? Phải hiểu bò dưới đất cái đi sau cái máy. Phải, từ từ. Mình có cooking pot mà không? Cooking pot. nếu có. Make it easy, tự nhiên các bạn thấy cậu Phạm Hoàng nó biến mất nhưng mà vẫn thấy một cái vệt mờ. Khoan, từ từ. Mình có cooking pot là một cái nồi để nấu ăn mà, nhưng mà mình có thể dùng cái nồi đó nếu mà Hoàng buồn đi vệ sinh quá. Không, tôi không đi vào đây đâu. Kiểu con, nếu mà nào chờ tí xíu, nếu mà mọi người không biết con Hoàng bắt tao story của nó như thế nào thì nó được sinh ra ở trong một gia đình có bố làm nhạc công, không? Bố làm nhạc công, một nhạc công rất là nổi tiếng, và mẹ là một nhà soạn nhạc và nhà nó rất giàu. Mọi người có thể nhìn cái hình em đã gửi ở trong Elvis. Đây là con Hoàng. Nó một con mắt màu trắng. Em muốn hỏi tí xíu đâu cha, là anh bảo là trong thế giới này vẫn có phép thuật nếu như nó make sense. Ok. Thì con Hoàng này nó sẽ có một cái phép, đó là phép tàng hình, nhưng mà nó không có tàng hình hết. Nó tàng hình như kiểu nó bẻ cong ánh sáng đi, cho nên là nếu mà nhìn kỹ thì mọi người sẽ một chú warp. Khi mà mọi người nắm tay nó thì cái warp nó sẽ to, thì mọi người cũng tàng hình nhưng mà cái warp nó sẽ rất là lớn, nó noticeable luôn. Ok. Thế thì thể hiện nó bằng cơ chế game là em có thể dẫn đầu một hành động snake cho tất cả mọi người, lead cái hành động đấy.
Giúp em bây giờ mình khoảng 2 đến 6. Em sẽ cần em còn một effort thì à? Em có nãy là nãy em dùng em nãy là không em à, thế... một effort à, rồi, rồi. Lúc đầu là 3 thì trừ đi là còn 2. Nếu mà em muốn lead một cái hành động, em sẽ cần dùng 2 effort, nghĩa là sẽ dùng hết sạch hiện tại luôn. Và em sẽ lăn cái snake cho tất cả mọi người. Mọi người có được giúp đỡ không? Mọi người có thể giúp đỡ, dùng effort để giúp đỡ hoặc dùng hành động khác để set up hỗ trợ. Thế thì sau khi mà thấy Hoàng chuẩn bị làm phép thì sẽ đặt tay lên cái thánh giá ở trên ngực mình, cầu nguyện và sử dụng một cái strain, vì em có khả năng là dùng strain thay cho effort để hỗ trợ cho Hoàng là hy sinh một phần phúc đức. Rồi vậy thì cả có 3 đến 6. Guys. Thế còn không effort nhỉ? Boom. 6. Ôi. Thành công không hậu quả. Mọi người bỏ không phải bỏ mà qua cái phép thuật của Hoàng lan tỏa một cái vòng vòng cầu khúc xạ ánh sáng lan tỏa ra tất cả mọi người. Mọi người đứng nép với nhau cùng đi. Mọi người nhìn xung quanh vẫn thấy mọi người bình thường, chỉ cẩn thận là đi tránh những người đi lại thôi để không va vào họ, mà họ không nhìn thấy, kiểu những ánh đi qua nhìn thấy những ánh mắt nhân viên làm việc công xưởng lờ đờ, và cũng những cái lính chỉ vẫn đi lại rất là trang nghiêm, nhưng mọi người đã đến được phòng vệ sinh. Yay! Rồi. Yay! Có lẽ tôi, yay! Yay! Phải nhịn lâu lắm rồi, yay! Phòng vệ sinh ở trong công sở này, nó được chia ra các phòng riêng, chứ không phải phòng vệ sinh chung. Kiểu mỗi cái cửa mở ra, có một cái hành lang một loạt các cái cửa, mỗi cái cửa mở ra là có cả toilet, có cả cái chỗ rửa tay. Ôi, mà, mọi người nhà vệ sinh thì xịn đi. Yeah. Mọi người cẩn thận. Bố mẹ mình đã từng bảo trong nhà vệ sinh có một cái bẫy rất là đáng sợ, đó chính là không có giấy vệ sinh, nên trước khi vào mọi người nhớ check xem nó có giấy vệ sinh không nhé. Không sao đâu. Chính là có chút journal. Mọi người vào trong nhà vệ sinh và thấy là đúng trong đấy, trong cái chỗ cuộn giấy vệ sinh của các journal để mọi người dùng. Hả? What? Ok. Rất mệt. Cứu journal này đáo mọi người. Tôi hiểu tại sao. Tôi hiểu tại sao mấy ông ấy trông cao có rồi. Hóa ra chỗ này thiếu thốn dễ đến thế cơ. Đây, bố mẹ được dạy là đây là bóc lột lao động á. Ok, thế thì chắc là đi vệ sinh rồi, đã đến nhà vệ sinh rồi đúng không? Chia nhau ra đi vệ sinh. Cái cậu đi bên này nhá, tôi đi bên kia. Mọi người ra một cái bồn nhé mọi người. Chúng ta đi vệ sinh thôi mà, có phải là đi canh gác đâu, không phải chia nhau kiểu. Bạn canh bên này, tôi canh bên kia. Tôi là nữ. Tất cả mọi người you are good. Tôi chưa nói. Kiểu kia rồi nữ thì sao? Mày là nữ á. Tôi đang nhận ra là tại sao ông già Noel tặng bom. Ok thì Smart đi vô một cái bồn vệ sinh, sau đó Smart hét lên một tiếng. Trong bồn vệ sinh này chưa có vòi. Chúng ta ở phương Bắc ấy, ở phương Bắc không nên có vòi ấy, nó sẽ rất... Không, mà cậu nghe nhầm rồi, ở đây nó không có vòi cầu. Oh. Vòi quá. Một phút tưởng niệm,
Yeah. Tèn tèo tèo tèo. Đấy là nhạc đám cưới mà vậy. Đúng rồi. Tưởng điệu. Tưởng điệu thôi. Ceremony, ceremony. Ceremony. Wedding cũng là ceremony. Đám tang cũng là ceremony. Oh. Oh. Ok. Rồi, mọi người đã đi vệ sinh xong. Chọn phòng vệ sinh xịn nhất để đi. Có người nôm chẳng không anh? Hả? Có mấy con người nôm chẳng không? Chắc sợ. Tại thì vừa nãy Thiện vừa miêu tả một cái hành lang, một cái hành lang mỗi cái cửa là có phòng vệ sinh với cả có bồn rửa tay. Mọi người có thể vào một cái phòng vệ sinh mà có nôm trong đấy, hoặc là trốn trong phòng vệ sinh tàng hình đợi một nôm đi vào. Em sẽ tàng hình trong một cái nhà vệ sinh và để một con người nôm đi vào. Ôi, mãi mới được nghỉ một tí. Rồi sao? Suy nghĩ nào. Sudden change in lighting. Nó sẽ bị một cooking pot. Bông. Cooking pot. Cậu đánh chết tay rồi. Rồi, ok, ok. Đánh người ta nhưng mà cậu lại đánh. Rồi thì chết đồ đánh tiếp đi mới vẫn dậy rồi. Mất nào. Rồi ok. Cả, giấu giấu thằng này cả, đi đâu đi chứ. Cả. Lăn D6 okay. Cho đến bao giờ được 6 cho anh? Lăn cho đến bao giờ được 6 rồi. À, thôi cứ lăn khoảng 10 đến 6 xem là cái thứ mấy nó được 6. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám, sau tám cái đập ông ấy ngất. Đây có phải là lý do mà chúng ta bị gửi bom không vậy? Yeah, chắc không sao đâu. Không, mình nghĩ không, chắc là không phải đâu. Không phải đâu. Bạn nhầm ơi, không phải là cái hai ngày trước được kiếm. À, smart này cái nét ra chói ông lại trước khi ông tỉnh. Rồi nhét ông ấy vào cái phòng tàng hình đi, chúng ta cần ba con nữa. Hay là đâu mấy đứa. Bốn đứa. Chúng ta cần ba đứa nữa. Mình nghĩ chúng ta chia đều được mà, người cái quần, người đôi giày, người cái nón, người cái áo. Không, chúng ta cần bốn đứa nữa. Anh ơi, chúng ta có time skip để đến 4 đứa không ạ? Có 4 đứa. Sau 8 x 4 36 cái đập. Smart vô. Thôi vô à, đập con. Chúng ta đã có 4 bộ đồ. Mà coi đi các cậu. Trong công sửa hôm nay, ngoài những tiếng kính con của Trương, có thêm tiếng bong bong ở đâu? Thì tội lỗi quá nên Smart cũng lôi thuốc ra để moi vô mấy chỗ bị đập của mấy ông kia chứ. Ok. Certify vẫn còn thở, chỉ ngắt thôi. Thuốc bỏ rồi. Rồi đi tiếp. Nắng ta không, anh em mọi người đây không chết được đâu. Anh có cái nồi luôn. Mặc dù kiểu rất là sợ hãi nhưng mà cũng kiểu bởi vì từ trước nay vẫn đi theo bọn này. Yeah, vẫn mặc cái đống quần áo đấy mà. Đây cậu nhìn xem, tớ đập cả móp với cái nồi này, đầu bọn này cứng rồi. Chắc vậy. 10 cái chứ nữa. Vừa cái đập không ngắt luôn à. Trời ơi. Gì vậy? Đừng nhắn tin nhé mọi người. Đi chu đi lão. Chu nhà thờ. Có cái đập hộp nữa kìa. Bình 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 bong bình bình. Bình bình bong. Chúng nhìn thấy khỏe. Cậu ơi, cái nồi tớ móp rồi, cậu sửa giúp tớ với. Về nhà bảo bố mẹ sửa. Chứ mình không có giỏi vụ này lắm. Không, tớ chôn của bố mẹ đấy. Bố mẹ đánh tớ chết. Nếu mà chúng ta giải thích cho đàng hoàng cho bố mẹ thì chắc họ sẽ hiểu thôi mà. Không, chúng ta bảo là chúng ta đi chơi. Vì bây giờ chúng ta làm ở đây đấy. Bốn người bây giờ đã mặc đồ công sửa của nôm. Được rồi, lầu trên thắng tiên. Đi thôi. Đi rồi, đi hết nha. Đi một lúc thấy lãnh chỉ. Bốn người làm gì anh quay lại làm việc. Ok.
Ok. Xem mắt lại nó nhỏ với Hoàng á. Không biết là cái mình biết là nó mớp rồi nhưng mà mình nghĩ chắc nó vẫn dùng được đó Hoàng ạ. À, xác định chạy nhìn lại tình. Đó là lính kỳ đúng không? Nó là lính ngành kỳ đúng không? Hoạt động bằng ma thuật. Yeah, cái lính đồ chơi gỗ ấy, mà nó hoạt động ma thuật. Vậy thì em cho nó quá tải ma thuật được đúng không? Dạ, yeah, nếu em muốn. À, xuống dưới. Nó như em bây giờ em tưởng tượng nha, một ví dụ con lính thì ma thuật nó như là cục pin, vậy thì nó quá lượng đó nó sẽ không quá tải. It makes sense. Ok. A sudden change in lighting. Công sự cúp điện. Bạn okay. Đến kỳ à. Cúp điện xong rồi em làm gì? Hay ý em là thế nào? Đụng như con lính chì đó. Nếu em có ma thuật thì em có thể truyền đi nghèo quá tải điện. Anh có kiểu thể quá tải điện, anh có thể cho đây là kỹ năng tinh cờ của Excel. Nếu mà em muốn làm cái đấy. Em nghĩ nó là tinh cờ. Ok, tinh cờ hiệu quả trung bình, rủi ro trung bình. Là một đi sao? Nếu mà em dùng tinh cờ để giúp bạn có được không? Em hay là kiểu có thể dùng tinh cờ để cho cá thêm 1d6. Nếu mà mình giữ không cho nó di chuyển để cho Hoàng dễ hành động hơn thì sẽ dùng skill gì đó. Kiểu giữ cho nó endure. Endure. Ok. Sử dụng endure. Ok. Vậy thì được 6 ta. Chỉ một người giúp được thôi, chỉ được giúp một lần thôi. Tổng sẽ là 2d6. Mọi người xem các cái khả năng đặc biệt của mình có cái gì mà hỗ trợ được không, hoặc là second win mọi người hồi được effort không, kiểu đấy. Bài hai. Bao nhiêu? Bài hai. You can character successfully add your setup can recover more effort. Ok, special ability của em hồi nãy búp có giúp ai đó, có giúp em một lần về success đúng không? Có. Búp ngứa. Búp hồi lại được một effort á. Ok. Ok, khi mà cắt điện một cái xong rồi Hoàng cố gắng điều khiển cái ma thuật trên người của chú lính chỉ này, nhưng mà xong rồi điện bật lại, tay vẫn đặt đấy. Chú nhìn làm gì ấy hả, quá là làm việc gõ đầu cái. Hai người đấy nhỉ. Lúc này quay ra tìm cái hồn hụp hàng đó vừa rồi bê lên trả vờ. Đúng rồi. Kiểu bê con gấu bông bị rác ở bọn tôi đang phải lên lầu để chuẩn bị thanh lý cái đồ chơi hỏng này. Lên lầu làm cái gì? Rồi trên đấy là chỗ ở của ông già Noel. Cả tháng này ông không có yêu cầu đến mấy cái trưởng của công xưởng con thỉnh thoảng lắm mới là gặp ông mấy cái tay nhân viên quen trông mặt non toẹt này chắc mới vào đúng không? Không ấy, thế tôi đang kiếm anh ấy, ông nói anh xuống đây anh giúp tôi với này, với có cái này nó bị hỏng rồi, tôi cần người giúp. Hỏng cái gì? Ủa rồi máy hỏng thì qua bên IT, bên maintenance. Không, cái này nhanh lắm. Anh xuống đây đi, trong công xưởng có máy cắt không? Có. Máy nghiền, máy nghiền kiểu mấy cái bột gỗ nó sẽ nghiền ra. Có. Ok. Ê, cái máy này này anh là xong, nó kẹt trong kia mà tay tôi ngắn nó không giật ra được. Tôi tắt máy thôi, anh cứ to tay, anh cứ lấy cái gì anh khều khều ra giúp tôi với. Anh cần một cái kỹ năng gì đấy, một cái hành động gì đấy. Charm, chắc là charm. Rồi, mời. Một đi sáu. Rất cố, có ai giúp không? Ui giời, em sáu luôn, giúp. Ui giời. Rồi, có thế này thôi hả? Ê, xem này, xong rồi quay lại làm việc nhá. Sửa tay vào, xong rồi bị cái máy đó kéo vào. lượng ma thuật trên người anh lính chì đấy tan vào không gian. May mãi kiểu hơi phủ nhận, nhưng mà giờ có cũng nghĩ là có vẻ ông già Noel gửi bom cũng có lý do. Mọi người sao đấy, tớ ngoan mà, ai cũng ngoan cả. Còn,
nhà quen lắm. Ok, à, chúng ta đi. Và sau khi mà không còn ai cản đường nữa, mọi người đi lên tầng. Khi mà lên tầng, vừa mới bước lên tầng, mọi người nghe tiếng đàn piano. Không, có vẻ gây xin tù abit. Có vẻ là có gì nó không mang tính thánh thót. Các cái âm nó trải dài lê thê ra, giống như là người đang chơi, vừa chơi vừa suy nghĩ trầm ngâm, thích nhảy lên quãng tám, chả quan tâm. Cái âm thanh này nó phát ra từ trong phòng ở phía cuối hành lang. Mọi người đến khi mà mọi người đến thì mình nhận thấy rằng khi mà bước gần đến cái hành lang đấy thì hiện ra cái bảng điện tử không vận sự miễn vào, không vận sự miễn vào. Sau rồi giống như các cái phim spy ở một cái hành lang, các cái laser chiếu xỏ qua hành lang. Nhưng mà chúng tôi có phận sự mà. Yên, từ từ. À, có nhìn cái bảng nào để tắt cái đấy không? Cuối hành lang. Ok. A useful crack in the wall or the door. Chính. Nó cái đó ấy là. Rồi cứ cho ý tưởng mọi người. Đây là ví dụ như em đang tưởng tượng đây là một cái. Anh có coi Mission Impossible? Có. Sao? Nó có một cái cảnh là Ethan với lại ông kia ổng cầm một cái máy chiếu thì đi tới một hàng nấm canh ở thành này đúng không? Và hai bên là hai cái phòng. Thì em đang nghĩ hai bên nó đang có hai cái phòng và laser nó đang chiếu ở giữa. Cho nên là if we can use useful crack in the wall tu luồn vô cái phòng đó và chạy xuống dưới. Ai sẽ cho là có thể, nhưng mà hiện tại là mình dùng cái đồ đấy trong đồ túi đồ một lần rồi. Việc thử để mọi người cũng có ý tưởng khác xem có gì không. Ok. Không phận sự miễn vào. Hay giờ em đang nghĩ, khoan ao cha tí, em đang nghĩ đến kiểu không nghe nó hơi đận tí cơ mà. Đổi chữ thành chữ có, chữ không vào gì, miễn vào thành được vào thì nó có tắt laser không ta? Em muốn đổi bằng thế nào? Không, em nghe kiểu phát ngôn hơi đận. Kiểu cái bản không phận sự miễn vào thì mình đổi chữ miễn thành chữ được thì không biết laser nó có tắt không kiểu gì. Em muốn thử không? Anh thử đi, thử bằng cách nào anh? Thử dùng mình dùng gì anh? Thế đây là một cái bảng điện tử, em muốn thử bằng cách nào thì em bảo anh. Em muốn dùng hành động gì em bảo anh. Còn anh Hoàng đang nãy xoa tay muốn làm cái gì? Bảng điều khiển cuối hành lang. Bây giờ cởi bất áo ra, cởi bất quần áo ra. Mình xem Resident Evil không? Có cái phòng laser đấy, bắt đầu truyền. Ok. Cái phòng laser là chúng ta làm sandwich được nha. Trời vớt à? Trong lúc đấy thì Mercy kiểu sẽ sử dụng kiến thức của mình để xem có tắt được cái laser hay không. Cái okay. Của hành lang mà đi qua trong này là tắt được. Kiểu tắt mà không cần công tắc ấy hả? Thì kiểu với những hiểu biết về máy móc của nó thì có thể vận dụng một cái ma thuật nào đây để tắt cái laser đi và không hoặc là khống chế laser. Em vào đây đi. Yeah, go. Yeah. Vậy thì cái ma thuật của em là cái ma thuật là warp ánh sáng để tàng hình. So technically laser cũng là một loại ánh sáng. So em có thể tàng hình một đám về đi qua bên đó và không bị phát hiện bởi vì laser nó đâu bị cắt đâu. Thì nó sẽ liên quan đến kỹ năng nào? Mọi thứ thì mình đều có được flavor nhưng mà vẫn sẽ liên quan một kỹ năng nào đấy. Thế này ấy, tất cả ý tưởng của mọi người đều rất hay. Và bây giờ Thiện lại bày một cái success, một cái failure. Vì Thiện sẽ cho là cái ý tưởng đầu tiên là có một cái lỗ trên tường, một cái crack trên tường của cả cũng được. Thì sẽ giúp mọi người đi qua được một số laser nhất định nhưng mà chưa phải tất cả. Thiện sẽ cho sẵn mọi người một success. Rồi, ai muốn traverse, ai muốn tắt laser, ai muốn làm gì thì đều có thể lăn. Tắt laser của Hoop để học hỏi tìm tòi những cái đấy, kiểu tắt mà không cần công tắc đúng không? Hiệu quả trung bình. Đây cũng gần giống một số cái đồ chơi và kiểu cái loại đồ chơi và cũng trên thế giới cũng có. Rủi ro chạm vào cái laser khá cao. Của
cái gì nhỉ? Nhân vật của anh Hoàng cái gì nhỉ? Randolph đúng không? Traverse đi qua để đi qua được mà tắt và bấm vào cái nút, hiệu quả cực cao, rủi ro cực cao. Còn Smash muốn làm gì với cái bảng? Nắp. Không, cái bảng không phân sự biến vào. Đập vô cái bảng đến khi nào nó ghi thành có thì thôi. Ủa? Nếu mà đập đến khi nó đổi thành có thì hiệu quả bằng không nhá. Đây con. Con bao nhiêu? Nói Smart là lấy một tờ giấy từ cái journal ra, ghi đỡ thành được vào xong cái dán lên cái bảng coi là dè nó có tắt hay không. Không. Có tắt không? Còn cá nhân vật Hoàng, nếu mà cái ý tưởng mà về cái khúc xạ ánh sáng với cái tàng hình rất hay, nhưng mà có gắn liền nó vào một cái kỹ năng nào không? Nó sẽ gắn là... với em nghĩ là một là Snake, hai là Excel, tại vì nó cần precise. Cho Snake. Với cái miêu tả của em và những cái gì mà em đã làm từ trước giờ trong session này, hiệu quả cao, rủi ro trung bình. Rồi, ai muốn lăn trước cứ tự tin mạnh dạn lăn, hoặc có thể trao đổi với nhau tất cả những thứ Thiện đã cho thông tin rồi. Ok. Và cứ phải 6 thì mới là success đúng không anh? 4, 5 vẫn là success nhưng có một phần có là fail. Thế thì em với anh cần phải roll một cái 2d6. Anh có thể roll 4d6. Anh hả? Anh có cái anh có 3 cái điểm tinh cờ và anh có thể push thành 4. Em đang anh cũng có thể push thành 4. Tinh cờ vừa mất là xong luôn rồi. Em đang có sneak. Yeah. Effort của em hết rồi mà em còn 5 cái strain. Em còn 5 cái strain tức là sao? Tức là em chưa bị mất strain nào hả? Ê khoan, em có cái best effort. Em sẽ dùng strain của em luôn roll lại vô số lần. Khi nào hết cái strain thì thôi. Ui rồi. Ok. Khi nào cục ngã thì thôi. Khi đầu học máu thì thôi. Máu thì thôi. Anh Thiện. Không bắn rồi. Ai? Rồi. Ok, từ Mẫn vừa định nói gì nhỉ? Trước khi vừa... Kiểu, em tò mò là không biết cái bảng nó có kiểu liên kết, kiểu có mấy cọng dây gì liên kết với la dè không á. Phía sau tấm bảng á, nếu mà mình giật ra. Có. Có hả? Vậy em sẽ cố để giật nó ra tấm bảng ra và sẽ thả mấy cọng dây bên trong. Ok. Độ hiệu quả trung bình, rủi ro thấp. Okay. Cái đấy tùy em có thể lăn để anh resolve, cái của cá. Ok. Rồi, dạ. Sau cái đấy, đầu tiên em có thể lăn lại nếu muốn, nhưng mà đầu tiên em ăn một strain cho anh đã, dính là dè. Em còn 4 strain. Rồi. Max out. Oh no. Đôn lại rồi. Đôn lại đi rồi, đôn lại. Oh, tuyệt vời. Say something. Say something, rồi. Say something. Rồi, 6, được 3. Ok, giờ em có thể roll 3d6 để giật cái tấm bảng phá mấy cục dây bên trong ha. Ừ. Ủa vậy là đội hiệu quả là em được tàng hình đi qua đúng không anh? Bây giờ... chưa, cái tổng success vẫn chưa được nặng thừa rồi. Có thể cho là nhân vật của cả đi qua được, còn mọi người khác thì vẫn đang cố gắng nốt, tại vẫn chưa hoàn toàn được 5/5. Vậy em roll nha. Úi trời. Con dreamer này vào tay em kiểu nó. Ok. Có cách nào để cứu không? Hay là nạp kết quả vào success rồi failure đây? Khoan, hồi có cách nào cứu không? Từ để em tra lại cái quên ngang. Cái này rủi ro thấp nên là chỉ thêm 1 fail. Ok. Cho 4-6 cho máu rồi. Rồi, cho Trời. Rồi, success đây. Rồi, thì chúng ta sẽ miêu tả lại tất cả những gì đã xảy ra nào. Khi đầu tiên là Hoàng cùng với lại quên Randolph. À, rồi
Mercy thì đứng một bên nhìn mấy cái cọng laser đang muốn chạm nhưng mà chưa dám chạm, kiểu đang cố mò mò mấy cái này trông quen lắm. Mà mọi người đã bắt đầu nhảy sổ lên rồi. Hoàng và Ranov Hoàng bật cái màn phép thuật lên, phốc xạ ánh sáng, các cái tia laser chiếu ra hướng khác ấy. Chù, Ranov cũng cúi đi bên cạnh. Trong lúc đấy gần qua đến nơi rồi thì nghe tiếng ấy, xoảng một cái từ đằng sau, smash đập cái bảng. Có vẻ là không hiệu quả lắm, mấy cái tia laser lại nhấp nháy một lúc, trông như gần qua nhưng mà nó lại chiếu lên nhiều hơn. Đến ngay lúc đấy, Ranov trong một nỗ lực cuối cùng phi ngang như trong Mission Impossible, nhảy qua mấy cái tia laser đang bật và đang xoay và chạm vào cái nút bên kia. Cuối hành lang tất cả laser đã tắt. Thế làm thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Mọi người làm tốt lắm. Tốt lắm. Bác sĩ ơi, cậu nghĩ ra cái laser này nó có nguyên tắc của nó như nào chưa? Chứ tớ thấy là hai người kia bật nút rồi, bắn nút cho mình đi. Nó tắt rồi còn gì nữa? Nó tắt rồi. Kiểu Mercy quay ra nói với bác thế xong rồi kéo con cầu bông đi vào. Mercy vừa nghĩ ra cái quy tắc của nó. Yeah. Ok, thì đi tiếp thôi. Đến cuối hành lang và bây giờ mọi người đã đứng trước một cánh cửa đôi khá lớn. Ôi, tiếng piano giờ đã nghe rõ hơn. Người muốn đi vào thế nào? Hé cửa hay đạp cửa? Đẩy nhẹ cửa vào. Một đẩy nhẹ. Vốt. Gõ cửa á? Một đẩy nhẹ. Đẩy kiểu. Còn vốt gõ cửa. Nhẹ cửa vào. Giờ chúng ta có nhiều phương án. Một gõ cửa. Chúng ta có đẩy cửa, chúng ta có đập cửa, chúng ta có gõ cửa, chúng ta có đạp cửa bay, hoặc là chúng ta làm gì đó với chúng ta có thể đi về. cái cậu nghe tiếng đàn nó như thế nào ấy, kiểu nghe tiếng đàn nó kiểu giàu, kiểu buồn đó hả? Sầu. Hay là mình đứng trước cửa mình hát giống như Elsa trong Frozen đó mọi người. Không, cậu hát dở lắm. Do you want to build a snowman? Chắc do you want to at least try? Gõ thấy mọi người không nói gì thì mình xin ra kiểu gõ vào cửa. Oh no. Sợ cái mặt thì thủ sẵn rồi nè, chuẩn bị đánh bất cứ lúc nào. Công. Không thấy tiếng trả lời, có vẻ như là tiếng đàn nó át đi. Ok. Em xin phép dùng crack in the wall. Không, cánh cửa nó không khóa, đẩy vào được, đẩy nhẹ vào một cái thằng kia đó, nó không kêu lên tiếng, vừa một cái khe hở vừa đủ cho cả bọn chui vào. Ok. Đẩy một cái nhẹ vào xong rồi giống như phim mà đẩy cái một cái đầu ló ra, cái đầu ló bên trên, ba cái nữa. Người thấy bên trong một cái thân hình to lớn mặc áo choàng màu đỏ. Áo choàng nhá, kiểu phủ xuống phía đằng sau một đoạn dài trên đội cái vũ Noel đang quay đi, hai tay to lớn dập vào cái đàn. Thỉnh thoảng tay phải dừng lại tí, cầm một cái chai tu. Mọi người thấy Coca-Cola đặt xuống. Whiskey. Không rồi, vẫn đánh tiếp. Tay kia cầm một cái gì đấy nhét vào miệng, hít một hơi, thổi ra bong bóng. Đấy mượn trong chơi đàn. Có một tiếng hát. Mừng ngày Giáng sinh, bọn trẻ đó nghe kết rồi. Mừng ngày Giáng sinh, thanh bánh. Mọi người xung thấy có vẻ có... đây là ông già Noel. Rồi xung quanh có hỏi gì? Em muốn hỏi là nếu như ý là ông già Noel chơi nhạc thì xung quanh liệu có một loại nhạc cụ nào đó khác không, như violon vậy hả? Có. Có tất cả các loại nhạc cụ ở đây. Ở bên xung quanh có rất nhiều loại đồ chơi ở đây. Có cả xe VinFast. What? Đừng tài cho ông ấy. Ông vô rồi kìa. Ông vô rồi.
Đây, đây. Cho những đứa trẻ cực ngoan. Ông ấy nghe không ổn lắm. Ông ấy nghe không ổn lắm, nhưng mà tới khối ý này, thế là Hoàng mới bước lại gần cây violon long và cầm lên rồi kéo một đoạn nhạc kiểu cái này chắc anh Thiện sẽ hiểu, mà đoạn nhạc bồ đúng không, thì nó nếu mà kéo một đoạn nhạc cao lên thêm ba tông đó, cái đoạn nhạc kia nó sẽ trở thành bè quảng ba. Yes. Yep. Nó sẽ violon long, nó sẽ đè lên cái tiếng piano đó cho mọi người sẽ nghe một khúc hòa tấu, nó không sầu như trước nữa, nó mang một cái cảm giác gì đó nó ấm áp, nhưng mà nó cũng hơi buồn tí xíu, nó không buồn như lúc trước. Bittersweet hơn là just sad. Bittersweet. Yeah. Okay. Khi mà chơi hàn này, ông già Noel ngoái lại, râu của ông đã không còn dài nữa mà bây giờ lổm chổm cạo kiểu một tháng rồi chưa cạo. Ê rồi khủng hoảng tổ chức viên. Ông ấy vài giọt nước mắt rơi xuống, ông gật gật rồi ông chơi tiếp. Sau khi bài hát kết thúc rồi, cháu là ai, tại sao đến đây? Cháu là một đứa trẻ ngoan, cháu chỉ đến đây vì cháu nghe tin ông sẽ không tới nữa. Ông đang nghỉ ngơi thôi mà. Nhìn ông có vẻ buồn, ông có ổn không? Nhìn ông có vẻ buồn. Ôi, ở lại ông nhìn mấy cái thông báo sẽ qua. Đứa nào bây giờ hư phải đến hơn 60% thôi, bây giờ là kiểu gần như là hư nhất từ trước đến nay rồi. Ông buồn lắm. Nhưng mà ông cũng đâu thể nào gửi bom cho những đứa trẻ hư được. Cái gì mà mấy cái ông đã cố gắng rất nhiều rồi, ông cái kiểu cố gắng là mọi người thế này sẽ được qua đến đây rồi, nhưng mà bọn nó vẫn cứ hư hoài á. Nhưng mà sẽ cũng vẫn có một số người sửa đổi mà, ví dụ như ông uống hết một chai coca nữa, ném sang một bên, choang lấy chai coca khác. Nhưng mà đứa trẻ hư cũng trở thành đứa trẻ ngoan chứ, như Mercy này, quay sang Mercy. Mercy lấy cái khăn bông từ trong túi ra, nó có một cái chăn bông. Đây, ông lấy mà lau đi, ông đừng khóc nữa. Cảm ơn cháu. Nhưng mà bom cái gì hả cháu? Cái gì mà bành bành á hả? Bọn cháu có ngoan hết không? Có một đứa nhận được trái bom, có đứa nào nhận được trái bom không cha? Chưa nhận chưa. Đến tối hôm nay, tối ngày 24 mới phát quà. Đấy là mọi người cũng có điểm báo mơ chứ. Kiểu Mercy nó không trả lời, nó hỏi ông, cháu không biết, nhưng mà kể cả mọi người luôn thì tại sao ông lại phải phá các bạn đồ chơi đi? Đồ chơi là cho trẻ ngoan, trẻ không làm gì có đồ chơi. Nhưng mà ông có thể đồ chơi ở cái sân đúng không? Đúng rồi. Đấy là bao nhiêu đứa trẻ bạn ông nghĩ là đáng ra ngoan, nhưng mà cuối cùng ông làm đồ chơi rồi phải vứt đi hả? Nhưng tại sao lại làm thế? Ông nhìn bạn ấy này, đưa con gấu bông ra như thế này. Thế này là ông không ngoan. Sao lại không ngoan? Không ai ngoan mà làm người ta trở thành thế này hết á. Những cái đồ chơi cho những đứa trẻ không xứng đáng nhận được đồ chơi đúng không hả cháu? Những cái món quà mà lành lặn chóp tên rồi sống ở đâu thì ông xem cái danh sách coi. cháu là Mercurius. Nhà cháu ở bên kia núi á. Mercurius. Xin lỗi, mắt ông nhòe quá, ông không nhìn được từ ông lâu á. Đúng rồi. Cái cụ rồi cháu là ông ngoan, ông thấy thích giúp người khác, ông cho cháu một con gấu bông to gấp 3 lần này mà. Nhưng không quan trọng, quan trọng là những con gấu bông bị vứt ngoài kia kìa, chúng nó tội nghiệp mà.
Trời ơi, tôi biết là ở bên đấy là đây là toàn là những đồ mà nó có thể phân hủy cả, nó giúp cho cây. Ờ, thế như cháu thấy ông vứt cả đống đàn những nhà cụ ra ngoài đó. Ôi, ma thuật nó phân hủy hết chú ơi. Vấn đề là cái khổ quá, tại sao bọn cháu... Nếu bọn cháu có ăn đi, quan tâm làm gì, một cái bọn hư kìa. Nhưng mà nếu ông vứt như thế thì... sẽ có nhiều người không có thứ để luyện tập và họ sẽ mãi hư thôi, họ không thể nào gần nuôi trẻ ngoan được. Cũng có thể. Thế thì ý dấu là thế nào? Có nghĩa là hư thì chả lẽ mình cũng lại tặng quả để rồi hy vọng bọn đóng ngoan. Ông có thể gửi cho chúng nó một yêu cầu làm một việc gì đó tốt, hoặc là làm một việc gì đó tốt, một cái nhiệm vụ bạn phải được, nó là phần thưởng. Cũng được. Như kiểu là gửi một bức thư là cháu ơi, năm nay cháu suýt ngoan rồi, năm sau cố gắng sẽ được một cái đàn piano dương cầm cỡ đại á. Đến nó nghe đến đàn piano cỡ đại kiểu rất to, mắt nó kiểu sáng thôi. Cháu tên gì nhỉ? Cháu tên Hoàng. Thế là cũng ở cùng thành phố đúng không? Ôi mày hư vãi nổi sao? Ơ kìa. Cháu tập mày luyện 40 tiếng một ngày mà. I fucked it 40 hours ở đây. Đây này, việc hư cuối cùng, đẩy một chú linh trì vào. Vào mày say. Hả? Hả? Nhưng mà cháu không làm như thế thì cháu không lên đây, cháu gặp ông được. Được. Có thể hư với ngoan nó là tương đối, đó là thuyết tương đối. Đúng vậy, Hoàng tốt lắm. Nói cái liếc cười đều. Tốt tốt mà. Tốt tốt mà. Có giúp cái cậu còn gì? Thì tớ nói là cậu tốt mà. Nhưng mà sao cậu anh nhắc nó? Không có anh nhắc gì cả. Sao? Mercy không có ánh mắt gì cả, nó rất ngoan. Cái gì? Vậy cháu nói cũng có phần, có lấy. Mọi việc hư với ngoan nó cũng là một phần nữa, tương đối. Nếu mà chúng ta không để cho những đứa trẻ hư nó có cơ hội để ngoan trở lại, thì chúng làm gì có cơ hội, đúng không? Chúng vỗ đùi cái đét một cái. Đúng vậy. Hoàng kiểu không biết nói gì hết, đấy là Hoàng xách cái đàn lên kéo một bản. Anh thì muốn Hoàng kéo bản gì? Pandoro. Giờ dễ nó vô. Pandoro. Ông bắt đầu cũng gật. Ông tham gia cùng, ông cũng đánh. Tiếng đàn của ông đã có vẻ vui hơn một chút. Mọi người khác hiện tại có đang làm gì không? Trong cái căn phòng tràn đầy quà, đồ chơi và các cái nhạc cụ. Chắc là có một cái cửa sổ rất lớn ở phía trước. Ở giữa phòng có một cái cây thông, ở đằng sau, ngay đằng sau cái đàn của ông có một cái cây thông. Và xong rồi có một cái cửa sổ vòm rất to nhìn lên trời. Hiện tại mọi người cũng thấy là có những cái vầng hào quang ở trên Bắc Cực. Thay vậy à. Thì chắc là Matt lấy cái bùa may mắn của mình ra treo lên cây thông như là vật trang trí. Ravus có làm gì không? Ranulf. Trong lúc mọi người vui cười, có vẻ là tinh thần của ông Sản Noel cũng được cải thiện hơn. Phần nào ông cười nói hơn và lấy cái chăn của Mercy lau lau mặt, lau nước mắt. Thì ông bảo mấy cái người làm xưởng giặt giúp tôi nhá, ông tặng cái thằng khác. Nếu mà cháu thích con gấu bông này thì ông bảo bên dưới xưởng không lại cho, hay là cháu thích con gấu bông tóc to 3 lần, tùy cháu. Nó ít một tí, con to 3 lần đâu. Ok, ông tưởng là con này có giá trị đi cùng thế nào đấy, thôi là gió cũng được. Không, con to 3 lần. Lúc đấy mọi người nghe tiếng trong tiếng nhà dâm gian, mọi người nghe tiếng các quả bom sẽ được gửi đi
trong 30 phút nữa. Bom nào ấy? Đội trưởng chạy chạy dùng bạn lên một ông nôm già khác. Thưa sếp, có việc gì đấy ạ? Hàng đang chuẩn bị gửi rồi ạ. Tại sao lại có bom ở đây? Đội trưởng bảo, ôi chẳng phải ông bảo thế có gì ạ? Mấy hôm tầm tháng trước ông bảo là cho cái gì mà Giáng sinh tanh bành hay cái gì đấy ạ? Ôi trời ơi, tao depressed, tao hát, mày nghe cái gì đấy hả? Ôi thì phải rồi ông ơi. Mọi người nhìn ra cái chỗ cửa sổ vòm rất to kia, cái rừng thông mà mọi người đi qua từ nãy, tất cả các cây thông ngả ra, các cái tên lửa trồi lên. Và các cái tên lửa dần dần ngoi lên. Và ông vỗ bụng một cái, cái bụng đong đưa. Đến lúc để ông già Noel cứu Giáng sinh rồi, chúng ta phải sửa lại lỗi lầm này. Ông ấy vuốt cái bộ râu lổm chổm của mình chưa dài ra hả? Các cháu có muốn cùng ông cứu Giáng sinh không? Yeah. Cháu chỉ muốn về nhà thôi. Ok, nếu mà cháu muốn về nhà cháu có thể về nhà. Cháu là tại vì cháu là trẻ ngoan nên là cái quả bom kia chắc là không đến nhà cháu đâu. Nhưng mà cái đứa này chỉ về phía Hoàng. Cháu đây là đại du không? Ông sẽ không nói gì quá. Thế thì cháu phải cứu Hoàng chứ. Hay quá nhá. Không, Mercy chưa kịp nói nữa, Hoàng gặp ổn kéo lên. Nhông. Không, cháu không cứu Hoàng nữa đâu. Ok, và đây sẽ là một cảnh tất cả các cái quả tên lửa với các cái gói quà. Bên dưới có gói quà cho trẻ ngoan, cũng trên cái tên lửa có gói quà cho trẻ hư là một quả bom khác đang dần bắn lên trời. Ông huýt sáo một cái xe tuần lộc bay đến và tất cả mọi người ngồi lên. Cháu xem phim hành động không? Mission Impossible hay cái quần què đấy, Avenger. Chúng ta sẽ phải chặn các quả tên lửa kia cháu ạ. Và với như thế ông quăng roi một cái, những tiếng chuông vang lên, cái đoàn xe tuần lộc bay về phía trước, ra các quả tên lửa. Ông già Noel này lão mời mọi người. Ông già Noel này hỏi Kim đúng không? Mời mọi người nhìn vào chat. Ôi ạ. Ok. Ông già Noel. Mời cái sự sáng tạo của mọi người. Mình có mấy cái nẹp nè, ai muốn như dùng nẹp để phóng vô mấy cái kia cắt cho quả bom rơi xuống thay vì đến nhà của mấy trẻ hư không nè. Không có nước rồi đâu. Em còn một cái chưa dùng. Mọi người ngó tất cả cái second win của mình xem có ai có được hồi lại effort không nhá. Đó, sao em là phải kiểu A shift in weather. Rồi, muốn thay đổi thời tiết thế nào? Cho gió thổi ngược về xưởng hay sao? Bình thường một buổi phóng tên lửa thường người ta sẽ có hướng gió, các thứ, thời tiết còn hóc. Thời tiết còn bát, bão tuyết rồi. Nó sẽ câu giờ được một tí. Rồi, cho mọi người lên một success. Như đây. Để coi. This big friend time. Guys, still do something. Tất cả quy lệ của các kỹ năng của mình, nếu mà mọi người có gì sáng tạo có thể miêu tả hoành tráng nào cũng được. Lấy tất cả kiến thức từ Fast and Furious. Impossible vision. Cái cơn bão tuyết đấy, khi mà cái cơn bão tuyết đổ xuống thì kiểu kiểu gió nổi lên á thì
Percy mới lấy trong túi ra cái bình kiểu giống như kiểu cái bình thuốc trị thương của nó, cái bình kiểu giống như là bình cao ấy, và nó sử dụng thuật giả kim để biến cái bình cao đấy trở thành axit rồi và cho nó phát tán theo gió để làm ăn mòn những cái tên lửa. Rồi, và kỹ năng là gì? Tinh cờ. Rồi, độ hiệu quả cao, độ rủi ro trung bình. Chỗ hiệu quả trung bình, hiệu quả trung bình. Ăn mòn thì cũng không nhanh thế được. Độ hiệu quả trung bình. Là nó sẽ push, nó sẽ dùng hết sức. Ok, dùng hết sức. Thuật giả kim. Phun vào tàu Archimedes. Phun vào tàu. Ông già Noel ơi, ông già có cái gì giữ ông già đi phát qua, ông già phải một giữ ai. Có cái gì bắn đúng không? Ông rút một khẩu bazooka mời cháu danh dự hoặc bất cứ cháu nào. Nó không tự hủy à? Thì tiến lớn tự hủy chứ đúng rồi, nuốt tự hủy đâu. Nuốt tự hủy sao? Ai lại làm nuốt tự hủy chứ? Không phải ông. Ông mọi thứ cháu nghĩ gì? Đây là Đúc Phần Miss, ông là Đúc Phần Miss Miss à? Mà cháu là Predator Platypus à? Excel, Ebron, Excel, ai nào gặp khó khăn luôn. Được. Em có cái you can regain all effort when someone has your bad situation. Ranoff sẽ lăn cho thiện 2d6. Ngoài. Ra đi. Được, không phải lại nhầm. Thần than. Nó cảm thấy là hình như là ông ấy không nói thật hoàn toàn. Ông ấy có nuốt tự hủy. Nhưng mà cái đấy tìm hơi khó. Rồi, chúng ta cứ tiếp tục. Bạn có thể thấy con hoàng nó vác một khẩu bazooka bự gấp đôi người nó lên. Tuyệt vời. Bắn đi, tôi sẽ giúp cậu. Em sẽ dùng Excel. Để rồi. Coi nếu để giúp thì chắc là em sẽ để coi có cái gì giúp được không ta. Chắc là Endure để giữ cái khẩu bazooka cho nó chuẩn. Ok. Rồi. Thế là một người giúp được rồi, một người giúp. Bạn để Endure sao? Giúp cho kiểu giúp Hoàng giữ cái khẩu bazooka. Ok. Xuất sắc. Rồi, thêm một D6. 3D6. Hay à. Ok, nhận thêm group of strain. Khoan. Rồi, thoát qua rồi. Group of strain. Hiểu. Máu. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Rồi. Vậy. Hấu chết vậy. Rồi, một chết vậy. Trong lúc đấy thì em sẽ dùng cái power của em để hồi máu cho Hoàng. Rồi, hồi em một strain nữa. Không, em tung tinh cờ dựa theo cái kết quả đấy. Ok. Yay, hai strain, chúng ta còn ba máu. Có một cái 6 thì Hoàng được hồi 2 strain. Học máu. Đây, máu mới để uống lại. Được. Nè, uống đi. Ông già Noel ơi, cháu là một đứa trẻ ngoan. Ông vỗ vào cả. Được. Do hôm nay vì cứu sáng sinh của ông ngoài giải thành đến giải quan. Cuối cùng là cho Radov hiện tại chưa làm gì, cho một năm hành động gì không? 6 success trên 7 rồi. Rất nhiều các quả tên lửa gửi bom đã hạ xuống, và khi mà nó rơi xuống nó pop pop ra các cái vụ đồ nhỏ trên tuyết, trên vùng tuyết không. Nó lại rơi xuống nhà nào thì chết. Bão tuyết đã làm một cái lớp tuyết nó phủ dưới đất này, kiểu phun khi mà mình để dưới nước nó nổ lên thì nó sẽ văng nước luôn nên văng tuyết lên nhìn tinh cầu. Anh nghĩ cái nào mà dùng Traverse cũng được. Đang nghĩ đây. Được. Tưởng tượng hết. Tôi đang có một cái diều lửa. Đang nghĩ có muốn nhân chuẩn mới không. Cầm tay lái hộ ông già Noel rồi để ông già Noel sẽ giải quyết rốt đóng con sải. Tôi đang có một cái diều lửa không biết dùng nhân chuẩn mới không. Đất nó là Batman. Falcon là Falcon đi. Falcon là sao? Falcon một cánh bay xuống. Thôi từ từ. Thế cuối cùng là thế nào anh? Để em xem là hiệu quả rủi ro các thứ. Trong người có gì nhỉ? Dùng cái gì đây? Dùng cái tiểu lượng bay xuống để làm gì đâu? Nếu Travis thì em nghĩ đến một cái kiểu mình cầm tay lái hộ ông già Noel.
Mình lượn nè. Mình lái lụa. Ừ. Con nít gì à? Bạn quê Hà Nội. Nhà hát có những nhất nữa. Từ ai? Cố lên anh. Gọi tin tưởng vô anh. Thế nào cũng được, mì cũng được vậy. Cái cảnh này nó không make sense. Đang hoa đi vào lấy chủ lượn xuống cắt mấy quả bom đi. Ok, rồi dạ, lượn ra mấy quả tên lửa ở phía trước, sau người cắt quả bom rồi nó rơi xuống. Quả tên lửa không, này nào. 46, 1 phút. Này, new scene chưa? New scene chưa? Hả? New scene rồi, cảnh mới rồi. New scene là được cộng thêm 1 phút cũ nữa. Ờ rồi. Cố lên anh, nó không có thể như thế này. Bù mất. Không hiệu quả đâu. Ok. Vẫn đủ để đầy cái success rồi. 4 success đúng không anh? Huh, cái này là thêm 2 success. Đùa. Cái độ mà được bao nhiêu success thì nó sẽ vào một cái xúc sắc mọi người lặn. 2 là cái độ hiệu quả của hành động đấy. Thiện nghĩ là kiểu một cái hành động nào cực kỳ hiệu quả thì nó sẽ cho nhiều success hơn. Cái đấy là do Thiện đánh giá gần như là giống nghĩ cái DC trong D&D ấy. Ồ, là DC. Dễ, yeah, non okay, nó là okay. DC. Ừ, kiểu như vậy. Nhưng mà em hiểu lắm là kiểu 2D6 thì success là sao? Tại vì ví dụ như em thấy Hoàng 4D6 mà 2442 một success. 4. Em nhìn lại cái ở trong rule nhá. Là okay. Lấy số cao nhất, đây chỉ là 4 thôi. Thì 1, 2, 3 là fail. 4, 5 là success nhưng có drawback, có side effect phụ. 6 là success. Nếu đặc biệt có 2 con 6 là critical success. Chỉ cái đấy thì mới xem là có 2. Ừ. Ok. Và với việc Ranoff diêu lượn ra một cái một quả bom, một quả tên lửa cuối cùng ngay trước khi nó lao vào đến cái ngôi làng của mọi người, cắt đi cái phần bom bên dưới. Nó rơi xuống ở rìa làng và đúng khi mà đồng hồ điểm. Đúng rồi, như cả nổ trên không trung. Như vậy cả ngôi làng bây giờ mọi người cũng gần quay lại, thấy là đang rực ánh đèn trong quây quần bên nhau những gia đình, khi thấy mà pháo hoa trên trời, người cùng hò reo. Ông già Noel cũng đỗ ngày xe xuống ở bìa làng cho mọi người xuống để trở về nhà an toàn. Ông ấy ôm từng người một, cảm ơn mọi người đã đến để giúp cho ông ra khỏi cái nỗi buồn bã này, và cũng giúp ông cứu lại một màn thua châu tẩy cho giáng sinh năm nay. Ông ơi, thế ông cho cháu đẹp video xin quay đi ông. Cố lên năm sau nha bài. Ôi cái gấu bông của cháu thì chắc là quả tên lửa bạn gấp 3 lần đến rồi nhà rồi đấy. Bye. hai đứa lại ông nhìn qua anh kính lúc làm sao bye. Smart hét lớn về phía ông già Noel. Năm sau đuổi bom đi nha ông ơi. Tùy tâm. Thôi thế nhá, ông phải xem mấy cái đơn hàng cho Shopee cho mấy cái người ở vùng xa hơn nhá. Bye. Như tôi bị vọng ấy. Yeah. Như vậy, mọi người có thể quay về với ngôi nhà của mình, vẫn kịp ăn nốt bữa tối và có một mùa Giáng sinh trọn vẹn, không tanh bành. Các bạn ơi, nhưng mà đít hơi đỏ tại vì trốn đi. Trốn đi. Các cậu ơi. Hả? Gì cơ? Ông già Noel chưa lấy lại cái này. Cái gì? It's a bazooka. Chắc là chúng ta nên để nó như là một món sưu tầm chắc. Ê, còn 4 con gnome không sao mọi người? Chúng ta chưa thả nó. Chắc có người tìm thấy thôi. Thì chắc là sẽ có người tìm thấy thôi, cái đó là nhà vệ sinh mà. Flashback. Thố về nhà đây. Không, cậu qua nhà tớ ăn vệ sinh. Không. Bỏ tớ ra, tớ muốn về nhà chơi cầu bông. Tạm biệt. Mà Hoàng ơi, mình nghĩ đống này có thể khiến chúng ta không bị gặp những kẻ bắt nạt nào nữa. Không, tớ ngoan mà, tớ có đánh ai đâu. Không, ý là kiểu sẽ có không sợ bị ai bắt nạt nữa Hoàng. Mình chỉ cần cầm cái này lên cho chúng nó xem là được. Các cậu toàn đi bắt nạt người khác mà. Không, cầm đi, tớ con gái trên nếp tay mềm nó thả luôn.
Không, cháu tới tới chưa đánh ai hết, nó không biết gì. Sau lưng, sau lưng vẫn đeo cái nồi méo. Ôi, ta về đây lần sau mày yêu gọi tao nhá. Thế thôi. Cháu Lê còn có bông rách ở trên tuyết. Khi về nhà thấy con gấu bông to có 3 lần đã được gửi tới. Yeah, 3 con gấu bông rách. Smart thì về nhà ngồi lục lục tủ, lục cái keo 502 để dán chân con robot vậy. Vô. Đi nhận được quà, đi nhận quà đồng sinh. Ngô Hoàng thì kéo cậu bazooka đi. Đêm đấy, ngoài những tiếng pháo hoa và tiếng bom trên trời còn có vài tiếng bazooka thoảng thoảng. Chúng ta sẽ kết thúc one shot của mình ở đây. Em nghĩ người lớn thấy người lớn hay cầm súng lên để săn chim, thấy vậy Hoàng cũng lôi khẩu ba vô cái không kiểu chim một ngày nào đó. Một ngày nào đó không sao, một ngày nào đó, một Giáng sinh nào đó thấy đoàn xe của ông già Noel đi qua bắn chào chơi Hoàng cứu cho nghiệt lóc tí 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 tí. Bộ nghe rất vui, cảm ơn mọi người. công nhận là hay. Các bạn sau game này thì mọi người đã thấy một kiểu quen hơn về các cơ chế của game này. Thì trong này là nó hiện thấy là nó ưu tiên cái sự sáng tạo cực kỳ nhiều. Có những cái chi tiết ví dụ như kiểu là cá nói về nhân vật mình có phép thuật tàng hình cái gì đấy mà gắn được nó vào một cái kỹ năng của mình. Đấy hoàn toàn là có thể. Và có thể là cái cảnh đầu tiên, cái cảnh mà từ sân sẽ đỗ xe vào bên trong là mọi người chưa quen lắm, nhưng mà về sau thì mọi người đã hoàn toàn là có thể sử dụng cái hệ thống này.